Thầy chào các em. Thầy tiến tiến lùi lùi mãi giờ mới vào được. Nào ta. Thầy chào Băng. Chào bạn có Băng này, có Tuấn Anh, có Trung, có Lâm, còn một số bạn nữa, chắc để thầy gửi lại đường link nhé. Lạc quan. Chờ một chút đợi các bạn vào. Và các bạn nào cần giải đáp câu nào, các bạn có thể bật mic nói hoặc là comment từ số chat để thầy cho mình cùng gỡ rồi nhá. Phát tiếng nào cho anh Đức. Và Tuấn Anh có hỏi bài đi qua sân nè. Trung hỏi bài 34. Ok. Đây, ta xem code của Trung. Trường này ngày hôm qua thì trời mưa tầm mưa tá, hôm nay sao nóng thế? Thế chỗ các bạn có nóng không? Như chỗ nhà thầy nóng quá. Chào anh Minh nhé, anh Minh đã vào rồi. Nhưng mà sao mà trời nắng quá đây. Ok Bằng, mình sẽ nó này, chắc chắn là anh Minh đang được ngồi điều hòa rồi. Chú Trung em thêm dấu bằng ở đây nữa là được nhé. Thêm dấu bằng ở chỗ này. Thêm dấu bằng ở đây nữa là được. Nhỏ hơn là bằng. Sao Lâm?
À, thì hóa ra Trung cũng về Văn Yên rồi à? Bài equation. Lâm lại bảo education. Ở Trung về Văn Yên rồi nhỉ? Thầy cứ tưởng nhà anh Minh thấy có phòng điều hòa trong kia, nhưng mà vào trong kia con thầy nó phá tung trời nên thầy đang ngồi ngoài này. Thầy bạn nào nhỉ? Chỗ Lâm nhỉ? Ta xem Lâm bài equation bài bắt đầu bởi chữ A, B, C, D. Em đã nộp đâu? Lâm? Chưa thấy Lâm nộp bài equation mà. Thế xem Băng hỏi bài gì à? Băng cũng hỏi từ equation. À, rồi. Thế thế mà thầy cứ tưởng em làm được rồi nhưng mà đang còn bị lỗi. Đây bài equation này. Đây là giải thuật Euclid tìm mức chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Thầy lại sư dạy chung à? Chào thầy tí. Để đây nó xem bài của bạn Băng chỗ bài Băng thầy thấy làm đúng rồi nhỉ, có sai gì đâu. Bài equation Băng là được 1,46, 1,46 là hình như là gần cao điểm nhất. 1,46 bài equation đúng không? Còn các cái kết còn các cái test khác đáp án thì em sẽ để ý một chút ở chỗ này. Khi mà mình đi tính P bằng thằng này, Q bằng thằng này thì thằng P bằng V nhân C, do đó kiểu dữ liệu nó có khả năng vượt qua 10 mũ 9 nên thằng P và thằng Q phải khai báo kiểu long long. PQ khai báo long long dẫn đến cái hàm này em cũng phải khai báo đây là long long, và bị R đây cũng được khai dùng long long luôn. Tham số đầu vào là long long, kết quả trả về là một kiểu dữ liệu long long nhé. Bởi vì khi đi các biến trung gian này là nó vượt quá kiểu dữ liệu của cái thằng ABC. Còn lại thì nghĩ là đúng rồi. Chỗ T này em sửa lại thành long long. Ừ, đúng rồi vâng. Thầy quay trở lại tư vấn tại chỗ cho Trung thì đã có công thức tính diện tích tam giác thì biết tọa độ ba đỉnh. Khi mà ta để tính diện tích của một tam giác, thay vì việc ta tính độ dài đoạn thẳng, các đoạn thẳng thì ta có thể áp dụng trực tiếp công thức tính diện tích của tam giác khi biết tọa độ các đỉnh đấy. Và ở đây nếu mà tam giác có tọa độ là x, điểm A là x2,
IA điểm B là đổi B, B điểm C con ta đổi IC, IC. Thì khi đó diện tích của tam giác sẽ bằng 1 phần 2 của XA trừ đi XB nhân với IA trừ IC trừ đi XC. Để cho này. Áp dụng công thức này để tính nhớ được diện tích của tam giác. Đấy. Về tay chỗ này thì khi ấy thầy tư vấn cho Trung. Em mở lại bài của Trung. Đồng ý. À đâu, không phải bài equation, bài 34. Nên cái chỗ công thức này thì không biết Trung đã tính áp dụng vào cái công thức nào. X11 nhân với Y2 trừ Y3 cộng với X2 trừ Y3 trừ Y1 cộng với X3. Khi biết tọa độ này, nhưng mà như cái công thức thầy tìm được nó sẽ là bằng là một nửa của XB trừ Y3 tức là X2 trừ X1 nhân Y3. Hình như là em khai triển ra. Tóm lại Trung áp dụng lại cái công thức này em nhé. Rồi ok. Rồi vừa rồi có Lâm có hỏi về bài equation thì ở đây thầy gửi code của bài equation của bạn Băng làm rất tường minh thì có thể tham khảo code của bạn Băng Băng này hoặc là các bạn khác đều có bài equation khá hay. Bài equation nó nằm trong cái tập bài thầy gửi trong tin nhắn nhé, tin nhắn của cửa sổ Zoom Lâm tải xuống Zoom. Rồi đó là trong cái bài tới thời điểm này. Vậy thì ta sẽ bắt đầu luôn với file D7. KCV2. File D7 rồi nhỉ. Được tặng. Được tặng. Bài tập D7 thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo các bạn tải lại cái file D7 để thầy cho mình nha. Bạn nào làm xong file D7 thì thầy chút thầy gửi file D8 nhé. Băng rất siêu. Đó cũng là một cái kinh nghiệm. Rồi ở sang bài D8 thì ta tìm hiểu về câu lệnh lặp. Và khi nói đến câu lệnh lặp thì ta sẽ nghĩ ngay đến một số các cái cấu trúc mà có tính chất lặp đi lặp lại. Có cấu trúc có tính chất lặp đi lặp lại. Vậy thì ở trong cái ngôn ngữ lập trình thì nó có cái cách mà để mô tả các cái câu lệnh lặp này. Nếu như ở trong các ngôn ngữ lập trình như Pascal ta có câu lệnh lặp for chẳng hạn, thì ở trong C cộng cộng nó cũng có cái câu lệnh lặp tương tự như vậy. Vậy thì ta sẽ tìm hiểu qua về cái câu lệnh lặp for nhé. Vậy thì ở trong cái nội dung câu lệnh lặp này thì ta sẽ đây câu lệnh lặp trong Python. Có.
Câu lệnh lập trong for trong C cộng cộng. Ví dụ như thế này, bây giờ thầy có ở trên lớp thầy có các cái bàn, ở mỗi bàn thầy để một quả cam, bàn thứ hai thầy để hai quả cam, đến bàn thứ n thầy để n quả cam. Bây giờ công việc của thầy là thầy cầm một cái thúng, thầy đi từ bàn đầu tiên đến bàn cuối cùng, đến bàn nào thì thầy nhặt số quả cam đó thì bỏ vào thúng đấy, và sau đó thầy hỏi là thầy đã thực hiện thu được là bao nhiêu quả cam trong thúng đấy, và thầy đã thực hiện cái việc đó lặp lại bao nhiêu lần đấy. Thì trong cái ngôn ngữ lập trình thì nó có cái cấu trúc câu lệnh lặp, đó là câu lệnh lặp for. Cấu trúc của câu lệnh lặp for đó là câu câu lệnh lặp for thì cấu trúc của nó này, bắt đầu bằng từ khóa for, mở ngoặc, kiểu dữ liệu, sau đó đến tên biến, sau đó bằng giá trị đầu rồi chấm phẩy, sau đó tên biến nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối, rồi sau đó tăng đi đếm. Rồi. Rồi thì câu lệnh lặp sau tiến cấu trúc nó như thế: for tên biến bởi giá trị đầu và bằng giá trị cuối, và sau đó ta tăng biến đếm lên, sau đó nó thực hiện các câu lệnh. Vậy đây là cái cấu trúc của câu lệnh lặp for. Ví dụ bây giờ mình thực hiện là cho y chạy từ 1 tới n, thì khi đó cái câu lệnh của lặp mình sẽ thực hiện như này: for int tên biến để cho y chạy từ 1 đến n, thì ta sẽ thực hiện viết ở trong C cộng cộng là for int y bằng giá trị đầu. Giá trị đầu đó là 1, giá trị cuối là n. Đấy. Y cộng cộng nó tức là y tăng lên một đơn vị, y bằng y cộng 1. Đấy. Sau đó ta thực hiện các câu lệnh. Thì các câu lệnh ở đây nó khi thực hiện thì ta đặt nó ở nếu có nhiều lệnh ta gom nó vào trong một cặp dấu ngoặc. Đấy. Đấy. Vậy ở đây có cấu cấu trúc câu lệnh for như trên. Đây, thầy đẩy nó sang đó, câu lệnh là làm for giảng tiến. Ngược lại của câu lệnh là lặp for giảm tiến thì ta có câu lệnh lặp for dạng lùi.
Ta cho biến đếm chạy từ giá trị cuối trở về giá trị đầu và y giảm đi, sau đó ta thực hiện các câu lệnh. Pho dạng lùi thì thường là mình hay có cái nhu cầu là đi ngược dãy số. Theo chiều ngược lại thì người ta hay gọi là pho dạng lùi. Vậy thì bản chất nó là cái gì thì ta sẽ là tìm thông qua các bài tập thì để sẽ giúp cho các em hình dung kỹ hơn về về nó nhé. Rồi bây giờ ta quay trở lại với cái bài tập của ta. Bài tập của chúng ta là cái bài bài đầu chúng ta là cái bài tập là tính tổng phân số liên tiếp. Đấy, ta cho nó đọc cái chữ bé nhé. À, chắc là do thầy đánh số thứ tự bị ngáo đấy. Cái bài này nó sẽ là bài 35 nhé. À, khoan từ từ. Ồ, thế cái file bài này để tí nữa thầy kiểm tra lại test xem bài này nó có bị sai không. Chứ thời gian nó bị trùng 2 bài 34. À, khi hôm trước có bạn phản hồi lại có 2 bài 34 là thế. Rồi. À, bây giờ ta sẽ làm cái bài toán như trên. Bây giờ ta quay trở lại là người ta cho số nguyên dương N. Và ta cần thực hiện và ta cần thực hiện tính cái biểu thức S bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 4 vân vân cho đến 1 phần N. Đúng rồi Băng. Băng chờ thầy tí nhé, để thầy gửi cho Băng dạo này trước Băng đang làm đề con test 26, con test 26 Băng làm xong rồi đúng không? Chờ đợi một giây. 24 mà rồi thầy gửi Băng cái con test 27 tháng 4 rồi. Rồi tiếp nhá. Vậy thì để tính được cái biểu thức S này thì ta cùng quan sát nhé. Rõ ràng thì với y mà bằng 1 ấy thì rõ ràng S của ta sẽ bằng cái S bằng là 0 cộng với 1 đúng không? Với y bằng 2 thì rõ ràng S của mình sẽ là bằng 1 cộng với 1 phần 2. Bởi vì khi y bằng 2 thì nó cộng thêm một cái đại lượng thứ hai này. Sau đó y tăng lên bằng 3. S của ta sẽ tăng lên một lượng là 1 cộng với 1 phần 3. Đấy. Và cứ như thế thì ta nhận thấy rằng ở bước thứ y với giá trị y thì rõ ràng cái giá trị s của mình sẽ tăng lên một lượng. Xin lỗi cái này chỗ này thì đấy thiếu mất thằng này. Về rõ ràng ở bước thứ y thì nó sẽ bằng bước trước đó, sẽ bằng bước trước đó cộng với giá trị là 1 chia y. Giờ này bỏ bắt con nó khá quá. À, thì thấy các bạn đã vào khá đầy đủ rồi. À, cái file D7 thầy đã gửi ở trong nhóm, ta sẽ giải quyết cái file D7 ở phần cấu trúc lặp nhé và ta sẽ làm rõ hơn. Vậy thì ta quay trở lại với cái bài toán lặp này thì ta nhận thấy rằng là để tính được tổng của cái phân số này thì ta sẽ phải cộng từng giá trị này vào trong biến S. Ta nên sử dụng biến S để lưu các cái quá trình trung gian. Đấy, vì nên ta thấy rằng với y bằng 1 thì S của ta tăng lên bằng 1. Như vậy thì rõ ràng ngay từ lúc đầu ta khởi tạo cho tính tổng S ta khởi tạo bằng 0.
ta xác định nó bằng không, tức là rồi sau đó với y bằng một ta tăng lên s lên bằng không cộng với một, với y bằng hai thì s của ta sẽ bằng s trước đó của ta tại thời điểm này là bằng một đấy, cộng với giá trị cái phân số thứ hai là một chia hai, với y bằng ba nó cộng thêm cái phân số là một chia ba, còn thằng s trước đó là chính là cái thằng bên trên nó đấy. Vậy với ở ở bước thứ y thì giá trị s của ta sẽ bằng thằng s trước đó cộng với giá trị là một chia y đấy. Vậy thì do bia giá trị s trước đó hoàn toàn được chung nhé, hoàn toàn được. Vậy như vậy thì ở đây ta sẽ sử dụng s của ta sẽ là bằng thằng s trước đó liên cộng với giá trị một chia y. Lý do ở đây ta không muốn sử dụng một cái biến khác tên, bởi vì khi đó nó sẽ việc kiểm soát các biến nó sẽ lằng ngoằng hơn. Vậy thì ta dùng chính cái giá trị cũ của nó mang vào tính toán, sau đó ta thu được giá trị mới, ta lưu đề lên trên giá trị cũ, thì để đây ta có câu lệnh s sẽ bằng s trước đó cộng với một chia y nhé. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy rằng tổng quát lên cho cái quá trình này nó lặp lặp đi lặp lại là tới y bằng n thì s của này sẽ là bằng là biểu thức này. Đấy, bằng biểu thức này. Và rõ ràng bằng cái biểu thức này thì cả cái biểu thức trước đó nó đã tính ở cái bước kế trước là bước ở thứ n trừ 1, nên ở đây nó chính là cái thằng s trước đó cộng với giá trị 1 chia n. Vậy thì với cái sự tổng quát như trên thì ta có vậy thì ta sẽ thực hiện duyệt giá trị y chạy từ 1 cho tới n đến vị trí thứ y, thì giá trị s của thầy sẽ tăng lên một lượng là một chia y đấy. Vậy thì ý tưởng thuật toán của mình ta có như trên, s thì bằng s cộng một chia y. Khi làm việc ở trong C cộng cộng thì ta cũng nên thận trọng cho cái việc đó là sử dụng phép toán chia cho các kiểu số nguyên, bởi vì y của ta là số nguyên, một cũng là số nguyên, phép toán một chia y là phép toán chia lấy phần này sang kiểu số thực, s phần tử số sang kiểu số thực đấy. Trước khi thực hiện tính s thì ta khởi tạo s bằng không, thì ta phải thực hiện công việc khởi tạo s bằng không đấy. Cái công việc duyệt y chạy từ 1 đến n thì trong cấu trúc thì ta sẽ sử dụng cái câu lệnh là for y chạy từ 1 cho tới n. Vậy chỗ này để mô phỏng rõ hơn thì thầy sẽ kể ra thành một cái hai bài là ý tưởng thuật toán, còn đây là code chương trình. Ý tưởng của ta là ta khởi tạo s bằng 0, sau đó ta duyệt y chạy từ 1 cho tới n. Giá trị của s sẽ bằng giá trị s trước đó cộng với đại lượng là một chia y, bởi vì tổng quát mình đã tìm được ở chỗ này. Đấy. Vậy thì ở trong code chương trình thì ta sẽ khởi tạo là s bằng 0, sau đó ta thực hiện for inti chạy từ 1. Nhớ rằng câu lệnh for ta sử dụng biến for thường nhé. Rồi y nhỏ hơn hoặc bằng chạy cho tới n, tức là y nhỏ hơn hoặc bằng n, và y cộng cộng tức là sau mỗi vòng lặp y tăng lên một đơn vị. Đấy. Thì ở trong cấu trúc câu lệnh là for này, số 1 được gọi là giá trị đầu, số n này được gọi là giá trị cuối, nên đây gọi là for chạy từ đầu cho tới cuối. Thì ta thực hiện cái công việc là giá trị s của thầy sẽ tăng lên một lượng là bằng s trước đó cộng với đại lượng là một chia y. Đấy. Bài này từ từ nhé, đợi thầy tí để thầy kiểm tra lại test xem test nó đang là bài bao nhiêu, bởi vì ở phía dưới bài 35 có rồi. Ở đây thì ta nhận thấy ở phần code chương trình thì ta cần phải thực hiện là khởi tạo s bằng s một chia y, nhưng mà do một nó là số nguyên, y cũng là số nguyên, nên một chia y phải ép nó sang kiểu số thực nhé, ép từ số hoặc mẫu số sang số thực.
Do đó cái biến S của mình thầy sẽ khai báo nó là kiểu float. Đấy. Ở đây thì ta sau khi tính được S xong thì ta đưa S ra mà ngoài màn hình. Vậy thì ở đây ta có câu lệnh là cout thằng S ra. Cout thì ta sử dụng có quy cách. Theo đề bài thì người ta yêu cầu là kết quả này chính xác đến 3 chữ số thập phân nhé. Các bạn chờ thầy tí nhé, để thầy dẹp mấy thằng bắt con này lên nhà rồi nghe thầy nhé. Bọn trẻ con đông quá, đúng với thầy thì sao đối tượng nào. Rồi đó là ý tưởng cách cách ví dụ để làm cái câu lệnh lập for cho cái bài toán đầu tiên. Và theo cái tư tưởng của thầy trò mình đó là ta duyệt từ giá trị đầu cho đến giá trị cuối, đến vị trí túi y ta thực hiện yêu cầu của bài toán. Hào hán bài 34 để thầy kiểm tra lại xem test cái bài này nó thế nào. Chắc là sẽ phải khác nhau chứ nhỉ. Đây cho mỗi giá trị n và đưa ra giá trị. À, như vậy thì cái test bài 34 này là đúng là test của nó rồi. Thế còn cái bài test 34 cũng vì tên nó chấm theo tên nào vậy ta? Thôi, hãy quên nó đi. Các bạn cứ đặt bài 34 và làm bài nộp chấm nhé. Rồi, thấy bài 34 là có bốn bạn là nộp ở bên trên, hai bạn phía dưới đang bị lỗi không điểm, đó là Nguyên với Thiên. Để kiểm tra lại Nguyên với Thiên nộp lại bài 34 nhé. Nguyên với Thiên nộp nó bảo là không thể file kết quả, chắc là đã sai tên file à. Còn của Thiên báo kết quả khác đáp án, có khả năng là thế các bạn làm lại bài này và nộp lại nhé. Đó là với bài 34.
Như vậy thì ở bài 34 thì ta bắt đầu làm quen với câu lệnh lặp với số lần lặp. À, câu lệnh lặp for. Đấy thì ở cái chỗ sách cái quyển ebook mà ngôn ngữ lập trình C cộng cộng mà các bạn dùng ấy thì các bạn sẽ dùng cái quyển này giúp thầy để thầy có quyển thầy rất hay dùng để đây rồi quyển C cộng cộng ngôn ngữ lập trình C cộng cộng chắc các bạn đã dùng được tiếng Anh đúng không? Ví dụ như ta đang sử dụng về đây là khai báo biến về các cái cấu cấu trúc đây chẳng hạn trang 34 tìm hiểu về các cái cấu trúc đây cấu cấu trúc điều khiển dãy nhánh rồi cấu trúc về câu lệnh lặp đây, người ta dạy luôn thẳng về câu lệnh while. À, thường thường thì thầy thích sử dụng sách tiếng Anh hơn bởi vì cái quyển sách tiếng Anh thì nó dùng nó dễ chịu hơn so với quyển sách tiếng Việt. Đây cái cấu trúc for down to cái mình đang sử dụng đây. Đây thầy gửi các bạn cái quyển này nhé, C cộng cộng. Đây thầy gửi các em ở trong cửa sổ chat, các em tải về máy luôn nhé. Đây cái quyển này nó ở chỗ nào nhỉ? Còn mấy cái quyển tiếng Việt thì họ dịch cũng được nhưng mà thầy thấy nó hơi dài dòng. Ừ, đúng rồi Trung, nếu mà có điều kiện in ra được các bạn đọc quyển thì sẽ sau đó khi đọc bút thì thầy hay có cái thói quen sử dụng cái bút highlight ấy, đánh dấu tô màu những cái từ trọng tâm để mình cần tìm. Và quan trọng nhất đọc cái quyển C cộng cộng Tutorial này, cái quyển này ấy, là nó viết theo kiểu rất dễ đọc. Cái quyển này quyển tiếng Việt đọc chán đời để thầy lấy quyển đây đây trên này thì người ta nói đến việc khởi tạo các cái giá trị, nói chung là các cái giá trị này cần phải khởi tạo cho các biến đếm bằng cái gì đấy, còn biểu thức điều kiện này là kiểm tra nếu nó mà đúng thì lặp lại các công việc này. Đấy. Thì các bạn thấy rằng cái việc đọc tiếng Anh này nó sẽ thuận lợi hơn so với đọc tiếng Việt. Đấy. Và cuối cùng ở cái bước này thì nó sẽ thực hiện tăng cái giá trị của cái này lên. Đấy. Vậy thì sau đó người ta đưa ra một đoạn code chương trình ví dụ và mình biết cách sử dụng nó đây rồi. Đây là cách người ta for lùi cho n chạy từ 10 quay trở về 1 đấy và thực hiện đưa các cái giá trị này ra. Thì các bạn dùng cái quyển này cho nó tiện nhé. Đấy. Và thầy thấy dùng cái quyển này. À, quyển giống như này và cho Python á. Python à? Python thì thầy nhiều sách lắm. Để thầy một cái dây. Đâu nhỉ? Nó sâu đổ nó là chỗ nào? Có quyển sách Python để thầy tìm nhá, bởi vì thầy có một hẳn một cái quyển mà thầy hay sử dụng tên nó là thôi để thầy tìm tìm sau chung nhé. Thầy có quyển nó dùng hay lắm, nó cũng là quyển tiếng Anh nhé, nó có học full về Python luôn. Không có thể nhìn ở chỗ nào bởi vì khi mà thầy viết cái quyển là phương pháp sinh toàn bộ các bài tập của phương pháp sinh thầy giải bằng Python đấy thì thầy dùng nó để viết sao lại tiếng Việt Việt Nam me xe Việt Nam miss rồi ta quay trở lại tập trung nhé, vừa rồi thầy đã giới thiệu cái quyển này các cái phần này thì các bạn lưu ý cái số trang ở phía dưới này các bạn chuyển trang ở đây. Ví như thầy muốn chuyển đến trang 25 thì có trang 25 đấy, thầy chuyển về trang 25
Và các bạn ơi, ai bố đấy? Con. Bố thấy con coi quả là người khéo tay. Cái thầy giới thiệu các bạn, con gái có thể nó bổ cho thầy một cái miếng dưa hấu to ơi là to. Còn bây giờ cái được rồi, con mang vào mời mọi người đi, Con mời rồi. con bỏ thầy trong nhà giúp bố. Ở đây bố chỉ ăn để mời các anh chị một tí thôi. Bye con, bố yêu con. Bố đang nhập lại cho mình. Đẹp gì? Khảo. Ừ? Khảo. Chứng khoán gì? Nước. Mà sao bố đang đầy việc? Nó bổ cho thầy cái màu này so với ngón tay cái to như thế này, còn bên chả cái rồi ta tiếp tục nhá. Các bạn muốn chuyển về trang một, các bạn gõ trang một đấy. Thì trong cái quyển này người ta dạy khá đầy đủ về suy cộng cộng. Ở chương một là giới thiệu về các bài tập cơ bản này, cách khai báo biến này, các biểu thức logic này, về cách dữ liệu vào ra input output này, chính là cái phần bài tập cơ bản ta làm qua rồi đấy. Ở phần control structure là phần các cấu trúc điều khiển, thì ta hay sử dụng câu lệnh rẽ nhánh. Thầy trò mình vừa học xong, bây giờ ta chuyển về câu lệnh lọc, nó bắt đầu trang 34 nhé. Ở phần tới nữa ta học về mảng đấy, kiểu con trỏ, rồi kiểu dữ liệu động và kiểu cấu trúc dữ liệu data structure. Cái phần data structure nó phần lập trình nâng cao rồi đấy. Và sau đó cái phần template thì với các cái loại class thì ta chưa cần dùng đến, nhưng các bạn nào lập trình theo hướng đối tượng thì ta có thể dùng. Nguyên câu hỏi xin bản tiếng Việt á, xong rồi dùng bản tiếng Anh đi cho dễ dùng. Thôi thì cũng gửi luôn cái bản tiếng Việt hay sử dụng. Sách thì nhiều vô kể, vấn đề là mình không có thời gian để nghiên cứu thôi. Các bạn dùng cái quyển tệp cấu trúc văn bản, cái quyển thầy vừa mới gửi trong cửa sổ chat nhé. Cái quyển này nó viết bằng tiếng Việt, nói chung nó cũng hay, nhưng mà nói chung không hay bằng quyển tiếng Anh. Lý do là nó không bị biên dịch dài dòng. Quyển tiếng Việt thì bởi vì mình viết theo văn phong Việt Nam, mình nó phải có đầu có đuôi, có mở bài thân bài kết luận, rồi có phần chào tạm biệt đấy. Còn cái kia thì open phát giới thiệu ngắn gọn, đưa ra kết quả giải quyết luôn. Rồi thầy cho mình tiếp với cái câu lệnh lập for nhé. Cái như vậy đối với câu lệnh lập for tiến, ta sẽ sử dụng câu lệnh for này, kiểu dữ liệu này. Kiểu dữ liệu này thông thường biến đếm thì cái kiểu dữ liệu của nó phải là kiểu nguyên. Do đó kiểu dữ liệu nó thường gọi là kiểu đếm được thì đúng hơn. Ta có thể khai báo kiểu nguyên, kiểu character, rồi các kiểu dữ liệu mà nó đếm được 1 2 3 4 đấy. Ký tự A B C D đó là các giá trị đếm được. Thế còn thông thường thì còn câu lệnh lặp for lùi, câu lệnh lặp thứ hai là câu lệnh lặp for lùi. Thì câu lệnh lặp for lùi thì ta lại for từ giờ giá cho biến đếm chạy từ giá trị cuối quay trở về giá trị đầu, cứ sau mỗi bước lặp thì giá trị đó sẽ giảm đi đấy. Thì như vậy ở cái bài toán đầu tiên, thì bài toán số 34 ta kiểm tra xem các bạn nộp bài được chưa nhé. Ở bài 34 có ai gặp khó khăn không? Thời đấy có 1, 2, 3, 4, 5 bạn. Bây giờ thầy mời các bạn chia sẻ bài làm đi cho giải quyết nhanh bài 34, xong ta sang bài kế tiếp. Nha. Rồi bây giờ ta sẽ theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Mời anh Minh chia sẻ màn hình nào. Bài 34. Các thầy phải đi kiểm tra nước. Anh Minh chia sẻ màn hình nhé, để thầy đi lấy chai nước.
Anh Minh đâu nhỉ? Chia sẻ màn hình đi em. Chờ mãi. Thôi chuyển sang cốt bài 34 luôn, bài 33 của buổi hôm trước rồi. Ta sang cái file day 7 làm luôn em. Ta không còn nhiều thời gian. Thôi tranh thủ đầu giờ thì anh Minh đang chuyển sang bài 34 thì xin mời Lâm nào. À, Lâm đã hình như nộp bài này rồi nhỉ? Nè. Các bạn làm xong bài 34 các bạn chuyển sang bài 35 nhé. Bài 34 thấy Lâm đã làm rồi. Để, vậy thì chuyển bản thì đi tiếp. Rất tốt. À, Nguyên chia sẻ bài 35 nào. Em tích cực chia sẻ bài làm của mình nhé, để biết thứ nhất là thầy rồi chia góp ý về cái cách tốt chương trình, tổ chức chương trình. Thứ hai là giám sát. Đang làm, cứ chia sẻ bài đang làm đi cho nó ngầu. Khó khăn đâu thầy cho cùng gỡ luôn. Bởi vì cái tiến độ nó về càng sau nó càng nhanh. Lấy ba chữ số nhé. Khoan, chỗ này phải lại xóa chữ y để đi. Em khai báo INTI luôn trước 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 thằng y ấy, trong câu lệnh for ấy, mình khai báo luôn ở đấy. Và các bạn khác cũng lưu ý nhé, khi các biến chạy trong chương trình mình khai báo ngay ở trong câu lệnh là for chứ không khai báo độc lập ra ngoài. Bởi lẽ câu lệnh là for này ưu điểm là hay là chạy xong nó giải phóng bộ nhớ luôn. À, cuối chương trình em bổ sung thêm, đúng rồi, Nguyên phát hiện rất nhanh, đó là thiếu câu lệnh return không. Cố gắng gõ 10 ngón nha. Cái chương trình typing ranker thầy trò mình đang chưa đua tốc độ được. Hôm nào thầy trò mình sẽ tổ chức giải đua tốc độ xem bà con có thể gõ bàn phím thế nào. Các bạn luyện tập trước nhé. Rồi cảm ơn Nguyên. Băng có vẻ rất tự tin với tuyệt chiêu bốn ngón của mình. Vừa rồi Nguyên chia sẻ chia sẻ xong. Xin mời Tuấn Anh, hôm nay có máy tính để cốt rồi chứ em? Thầy vẫn chưa nhìn được, nhìn thấy máy mê xịn sò của Tuấn Anh. Anh Minh là có tuyệt chiêu hai ngón kiểu giống như mỗi tay là nhất dương chỉ đúng không? À. À quên, thầy chưa stop xe. Xin mời Tuấn Anh chia sẻ màn hình nào. Vì nghe hỏi gì anh?
Huy có hỏi là phần nào có cần xuống dọc không? Cứ nhìn theo định dạng đề bài nhé. Trong cái file nó như thế nào thì em sẽ xuống dòng như thế vì nhé. Cứ nhìn cái file của mình nhé. Còn cái ví dụ bên trên không quan trọng, cứ nhìn file in file out. Ôi giời ơi, cái ông Tuấn Anh này có mỗi việc đấy. Ê, thôi mà cũng chưa được. Không cần thật là thầy mua cho con MacBook Pro bản 2022 nhé. Thầy tặng bây giờ. Tuấn Anh hiện tại đang được là 149,36 điểm. Cố gắng lên nhé. Mục tiêu của ngày trong tuần này các bạn phải vượt được trên 300 điểm. Là các bạn nào chưa đạt được 300 điểm thì các em cố gắng vượt lên. Ở cái nửa dưới là nhiều bạn đã đạt được trên 130 điểm rồi, rất tốt rồi. Các em cố gắng hoàn thiện các bài theo đúng tiến độ thì mới đạt được cái năng lực tối thiểu để chuyển sang phần kế tiếp. Có ai các bạn nào làm được bài 34 rồi? Thì các bạn comment cho thầy số 1, bạn nào chưa làm được comment cho thầy số 0 nhé, để thầy biết này. Bạn nào chưa làm được bài số 35 thì comment cho thầy số 0 nhé. Đấy, Tuấn Anh chưa tải được thì có chung sẽ hỗ trợ cho. Bạn sau khi làm xong bài số 34 rồi thì ta sẽ chuyển sang làm bài số 35. Ở bài số 35 thì ta nhận thấy rằng cái tổng của mình nó sẽ là bằng 1 cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 5 cộng 1 chia 2 nhân n trừ 1. Đấy. Vậy thì bây giờ thầy trò mình bắt đầu có xây dựng ý tưởng thuật toán. Với mỗi bài thì các bạn nên đề xuất ra được cái ý tưởng thuật toán nhé. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Và muốn có được ý tưởng thuật toán thì chứng tỏ trước đó mình phải làm cái dạng bài tập này khá khá nhiều rồi. Thì mình mới có ý tưởng. Chứ còn cái dạng bài đấy mình chưa làm bao giờ thì lấy đâu ra ý tưởng, đúng không? Nên ngày xưa thầy giáo của thầy dạy, xong thầy giáo có bảo là các em phải nắm được một loạt các thuật toán cơ bản. Sau đó các em tiếp cận với bài toán mới thì các em mới có thuật toán để các em chọn để giải quyết cái bài toán mới đấy. Chứ các thuật toán cơ bản mình mà chưa làm hết thì làm sao mà nghĩ ra được cái cách giải quyết được bài toán mới. Nên ở trong cái phần nội dung đầu thì thầy sẽ trang bị cho các em theo cái tiến độ này thì thầy nghĩ cái gói học chương trình của mình thầy sẽ cố gắng kéo cho các bạn học đạt được nội dung. Còn số buổi thì không quan trọng, 20, 10, 30 hay 50 buổi không quan trọng nhé, miễn các em cứ đạt được năng lực là được. Thế là các em có thể biết dùng nó. Nguyên hỏi bài 34 nộp có điểm không? Theo kinh nghiệm của thầy chắc là không. Để thầy kiểm tra lại cái bài 34 tam giác đấy sau nhé. Thầy sẽ tạo lại test sau. Hoặc là sẽ đổi tên nó thành bài 3 khác. Rồi bây giờ quay sang lại bài toán số 35. Hiện nay thì thầy thấy mới chỉ có mỗi Trung với Băng là comment số 1 là đã làm xong được bài số 34. Các bạn khác, còn 6 bạn khác thì sao? À, Gia Bảo đây rồi. Gia Bảo đã làm xong cái bài bài số 34 của cấu trúc lặp chưa? Hôm nay mới phát hiện ra thiếu cái ông Hoàng Gia Bảo, mới có mỗi ông Trần Gia Bảo. Rồi, đã có Trần Gia Bảo, Lâm cũng đã làm được bài này. Rồi, sau khi làm xong bài 34, thầy cho mình nhảy sang bài 35 các em nhé. Ở bài số 35 là bài tổng các phân số lẻ liên tiếp. Thì ta nhìn cái tổng phân số này để ta đánh giá nó. Đấy, ta nhìn vào cái phân số này. Sau đó ta mới bắt đầu đánh giá. Rõ ràng thì với ban đầu thì ta khởi tạo. Các bạn lưu ý nhé, trước vòng lặp for các em phải khởi tạo F bằng 0 nhé. Khi nãy là Nguyên chia sẻ thì thầy chưa thấy cái dòng này của Nguyên nhé. Trước vòng lặp for. Rồi, ok. Câu hỏi của Trung rất hay. Vậy ta sẽ tiếp cận theo hướng ngược lại, theo như thế này. Bây giờ ta cần tính tổng là ba, thầy có n cái bàn. Bàn thứ nhất người ta đặt một quả cam. Bàn thứ hai đặt 1/3 quả cam. Bàn thứ ba đặt 1/5 quả cam. Đến bàn thứ n người ta đặt 1/2n-1 quả cam. Đấy. Vậy thì bây giờ thầy sẽ cầm cái thúng, thầy đi từ bàn thứ nhất, thầy ném phần này vào trong thúng.
Đến thằng này thầy ném tiếp vào trong thùng. Đến đây thầy ném tiếp vào trong thùng. Đến đây đây cũng ném vào. Hỏi trong thùng của thầy có tổng bao nhiêu phần quả cam. Vậy thì đầu tiên thầy sẽ khởi tạo cái thùng bằng không, thể hiện rằng cái thùng bị rỗng, không có gì cả. Sau đó thầy sẽ thực hiện cái công việc diệt. Y chạy từ 1 cho tới N. Đấy. Diệt Y chạy từ 1 đến N. Trước khi đó thì ta nhận thấy với Y bằng 1 thì rõ ràng biến S của thầy sẽ tăng bằng S trước đó cộng với 1 bằng 1. Đấy. Thì thầy với Y bằng 1 nó cộng với 1. Ok. Với Y bằng 2 thì S của thầy sẽ bằng S trước đấy. S trước của thằng S Y bằng 2 đó chính là S ở vị trí Y bằng 1. Nó sẽ bằng 1 cộng với Y bằng 2 thì nó sẽ cộng với là 1 phần 3. Đấy. Với Y bằng 3 thì S sẽ bằng S trước đấy. Chứ S trước đó là đang là 1 cộng với 1 phần 3. Cộng với 3 thì nó sẽ là được là 1 phần 5. Tại sao nó là 1 phần 5? Bởi vì khi Y bằng 3 thì ta có 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5. Vậy thì nó sẽ cộng với 1 phần 5 ở đây. Đấy. Tương tự như vậy, tổng quát lên với giá trị Y thì ta có S của ta sẽ bằng S trước đó cộng với đại lượng là 1 chia cho mở ngoặc 2 nhân Y trừ 1. Đấy. Cái mấu chốt ở chỗ này chung nhá. Với Y bằng 1 nó tăng lên 1, Y bằng 2 nó tăng lên 1, cộng tăng lên 1 phần 3, Y bằng 3 nó tăng lên 1,5. Và khi đó tổng quát lên với giá trị Y thì S của thầy sẽ bằng thằng S trước đấy cộng lên đại lượng là 1 chia cho 2 nhân Y trừ 1. À. Rồi. À, ý tưởng của chung cũng được. Nhưng mà tí nữa thầy sẽ thử sửa xem hướng của em xem có được không nhé. Rồi vậy thì tổng quát lên với giá trị n thì s của thầy sẽ bằng là thằng s trước đó cộng với 1 chia bằng thằng s trước đấy. Cộng với đại lượng là 1 chia 2 nhân n trừ 1. Đấy. Vậy thì với cái việc như thế thì người ta cần quan tâm này, việc khởi tạo này, việc cho y chạy từ 1 này, cho y chạy cho tới n này. Dựa tới giá trị tổng quát S của mình sẽ bằng S trước đó cộng với đại lượng là 1 chia 2 y trừ 1. Vậy thì với cái ý tưởng như thế thì bây giờ ta sẽ thực hiện là hai công việc, một bên là ý tưởng thuật toán. Một bên là code chương trình. Đấy, ý tưởng của thuật toán là bắt đầu ta khởi tạo S bằng 0 để tính tổng. Sau đó vì S này là tổng phân số nên ta sẽ khai báo nó là kiểu số thực. Sau đó ta sẽ thực hiện là duyệt Y chạy từ 1 cho tới N và thực hiện công việc. Tới vị trí thứ Y, S của thầy sẽ tăng lên một lượng, sẽ bằng S trước đó cộng lên một lượng là 1 chia cho 2 nhân n trừ 1. Đấy. Khi các bạn gõ thì các bạn nhớ toán tử code chương trình thì giữa toán tử và toán hạng các bạn code nó cách ra cho nó đẹp nhé. Theo kinh nghiệm ai cũng thích cái đẹp cả, đúng không? Không có, bởi vì nếu không thích cái đẹp thì người ta đã không tổ chức cuộc thi hoa hậu hay người đẹp đâu. Ai cũng thích cái đẹp, do đó code chương trình cũng phải đẹp. Rồi, thì ngoài code chương trình phải đẹp ra thì ta có thêm cái phải code chương trình bằng 10 ngón tay, à không được dùng tuyệt chiêu hai ngón như ai đó nha, thầy không đề cập đến người bốn ngón đâu, code bốn ngón đâu. Code chương trình bây giờ ta sẽ khai báo khởi tạo S bằng không, ta for int y chạy từ 1 y nhỏ hơn hoặc bằng n y cộng cộng. Đấy. Sau đó ta thực hiện là giá trị của S của thầy sẽ tăng lên một lượng bằng S trước đó cộng với giá trị là 1 chia cho 2 nhân N. 2 nhân, thì lỗi chỗ này cũng phải N, là 2 nhân Y. Đấy, tổng quát của mình là 2 nhân Y mà.
hai nhân y dấu nhân ta sử phép toán sao cho phép tấn nhân trừ một. Như ở cái bài trước thì ta có một cái lưu ý khá quan trọng, khi ta thực hiện phép toán chia phân số, tử số là số nguyên, mẫu số là số nguyên, thì phép toán này là phép toán chia lấy phần nguyên, do đó ta sẽ do đó ta sẽ thực hiện là ép tử số thành kiểu số thực nha. Không biết ai ai nhổ thấy không, nhưng thầy nghĩ ta nên có một kỹ năng gõ thượng thừa, kỹ năng gõ 10 ngón không cần nhìn bàn phím, gõ đúng quy cách, tư thế ngồi đúng. Này. Rồi ta khởi tạo S bằng 0 cho y chạy từ 1 đến n. Cái giá trị S bằng này, sau đó ta đưa S ra. Lưu ý ta đưa S ra có quy cách nhé. Trong đề bài người ta cũng yêu cầu là đưa S ra. À, trong khi code chương trình ta nên khai báo các biến này đều là chữ thường, hạn chế tối đa việc là dùng chữ in hoa. À, hai ngón nút không không quen thì cái theo kinh nghiệm của thầy, cái gì mà không dùng thì ta cắt bỏ đi. À, vậy thì theo cái như thế thì được rồi, hôm nào chung xuống đây thầy sẽ xử lý hai ngón còn lại cho. Rồi, trên đây là ý tưởng thuật toán của giải bài toán này, ở bài toán số 35. Vậy thì tới đây thầy chỗ này thì định dạng làm cho nó đen. À, các bạn nào mà trong quá trình học mà các bạn chưa hiểu kỹ ở đâu thì các bạn nên xem lại video bài giảng nhé. Video bài giảng thầy đăng ở trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Cái kênh YouTube của thầy nó chứa video tất cả các bài giảng, các buổi học. Tuy nó hơi dài một tí nhưng các em có thể tua đến vị trí trọng tâm của mình. À, ừ, góc quảng cáo một tí. Ngoài ra các em nhớ like, share, comment cần lực giúp thầy. Bạn nào có bao nhiêu tài khoản email nhớ đăng ký kênh giúp thầy nhé. Cái video bài giảng rất là cần thiết với các bạn học sinh. Thực tế thì ta có trong giờ học có nhiều cái ta cũng không thể làm ngay được. Nhất là với các bạn mới học lập trình. Nếu các bạn đã từng học lập trình rồi thì nó lại đơn giản. Rồi, vừa rồi thầy đã gửi cái bài số 35. À, rồi. Rồi, trên đây là cái nội dung bài số 35. Bây giờ các bạn hãy chia sẻ nhanh bài làm 35 của mình nhé. Để trước đó tôi mất sẽ xem các bạn nào làm bài 35 rồi. Bài 35 hiện tại là đang có 5 bạn làm bài 35 rồi. Để rất tốt. Nói thế thầy quên thêm không thêm cốt để các bạn lưu ý thì thầy thường cứ sau mỗi buổi dạy thì sẽ có cái file là file giải của cái buổi dạy đó thì các em tải về máy mình để các em nghiên cứu nhé. Giữa các buổi học ta có một ngày nghỉ nên các em hãy cố gắng làm hết tất cả các bài đã dạy trong buổi đấy.
Thứ nhất là để cái bảng rank của mình nó cao lên, và thứ hai là để mình có đủ kiến thức nền để cho cái buổi học kế tiếp học hiệu quả hơn. Nên Trung cũng phải cố gắng lên nhé, là điểm của em cũng bằng một nửa điểm của em Băng rồi đấy. Trung đừng buồn á. Để xem bài của Thiên nào. Bài 34. À, bài của Thiên là bài khác nè. Xem bài của Lâm nè, bài 34. Lâm làm tiến độ rất tốt đấy. Rồi, ok. Thầy vừa đăng trên post của Lâm vào. Trong post của Lâm thì lưu ý nhé. Khi mà người đề bài ấy, người ta cho N là một số nguyên dương, tức là cái input đầu vào nó là một số nguyên. Thì ở cái chỗ phần khai báo này, em phải khai báo N là kiểu nguyên nhé. Đấy. Còn thằng S nó là kết quả của bài toán, em ta khai báo độc lập đi. Đấy, ta khai báo plot. Đấy, khai báo thằng S độc lập đi. Đấy. Còn lại, với lại khi người ta for thì không ai được for float nhé. Người ta chỉ for int thôi. Hoặc là for kiểu long long. Nhưng thông thường người ta chỉ for int. Bởi lẽ thì cái câu lệnh lập for nó chỉ chạy được lên tới 10 mũ 6 thôi. Đấy. Máy tốt nó chạy lên tới 10 mũ 8. Chứ mình cũng không thể for là 1.1, 1.2, 1.3 được. Nên chỗ này thì em lưu ý. Ta chỉ for kiểu int chỗ này nhé. À, chỗ này s thì bằng s cộng 1 chữ y ms tử số, bởi vì vừa rồi thầy đã sửa thằng y sang kiểu số ấy. Và còn lại con chương trình của em là rất đẹp rồi. Có bài 34. Có bạn nào đang mà gặp khó khăn bài 35 các bạn comment hỏi luôn nhé, để thầy cho mình xử lý luôn. Các em không không được ngại, mà thực tế là không được phép ngại. Bây giờ mình đi học là mình bỏ mồ hôi công sức ra để học, bỏ tiền ra để học, và mình phải thu lại được cái gì đấy. Và cái quan trọng nhất đó chính là làm được bài, nộp được bài. Về mới phát hiện ra phần trăm mình chết rằng là chạy đâu hết này. Xem Tuấn Anh đang ở bài bao nhiêu. Tuấn Anh đang dừng ở 31 à? Tuấn Anh tăng tốc lên nhé. Ra bảng. Bảng năm. À, ra bảo nhớ code trên code blog em nhé. À, không sử dụng các cái app code online. Bởi vì, à, cái cách làm của gia bảo cũng được, tuy nhiên nó lại có một cái vấn đề, đó là ví dụ như n thì cho bằng 1.000, thì ở đây em sẽ chạy nhân mất lấy là cho y chạy từ 1 cho đến 2.000 trừ 1. Đấy. Khi thầy cho n y bằng 100.000 thì của em sẽ chạy cho tới 200.000. Như vậy thì cái chi phí không gian duyệt nó sẽ bị tăng gấp đôi, tức 2 lần. Tức là với một cái ứng dụng người ta chạy chỉ hết có khoảng 1 GB RAM, thì cái ứng dụng của mình chạy mất tới 2 GB RAM về tốc độ tốc độ để xử lý trên CPU chẳng hạn. Đấy. Do đó thì ta nghĩ là ta chỉ chạy đến cái không gian. Ngoài ra cái cách này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên thì theo thầy khuyến cáo là ta nên vẫn sử dụng chạy lên tới được từ một đến y được. Nhưng cách này cũng là một cái cách làm ấn tượng đấy. Cũng giới thiệu luôn các bạn cái câu lệnh printf nhé. Câu lệnh printf là câu lệnh viết biến kiểu số thực ra ngoài màn hình. Ở đây ta có câu lệnh printf phần trăm 0.3f, tức là sau dấu phẩy là chính xác đến 3 chữ số thập phân, và chữ f này là viết tắt của float. Câu lệnh printf này mở ngoặc kép này, viết có định dạng này, đóng ngoặc kép này, phẩy tên biến cần viết ra. Đây là câu lệnh viết ra kiểu số thực nhé. Ở đây cũng là một cái cách làm của Bảo, thì của bạn Trần Gia Bảo. Đây cũng là một cái cách tham khảo để các bạn có tốt tham khảo.
Rồi. Rồi, bài của Huy là bài 34, ok. Bài 35, ok. Quên mất. À. Ở đây chỗ Huy thì lưu ý là ta không để các cái dòng trống nhiều của em nhé. Thế thế vẫn hơi bị thừa một vài dòng trống. Sau này code của chúng mình muốn lên tới một vài trăm dòng. Với lại Huy lưu ý trước vòng lặp for của em chưa khởi tạo s bằng không, nên ở đây em phải tạo s bằng không nhé. Có thể các bạn không quan tâm đến điều này. Tuy nhiên khi bài của mình bị gọi nhiều lần thì cái thằng s của mình trước đó nó đã bị lưu vào một giá trị nào đó, thì khi đó cái việc tính s của mình ở bước kế tiếp nó sẽ bị sai. Do đó s bằng không sẽ lại khởi tạo khi tính tổng, khi tính tích ta khởi tạo s bằng 1 nhé, khởi tạo trước vòng lặp, còn lại là ok rồi. Anh Minh có hỏi về bài 34. Bài 34 em đã nộp bài đâu Minh? Chưa nộp thì lấy gì mà kiểm tra? Em xem màn hình đi. Lần sau các bạn nào muốn hỏi bài nào thì các bạn cứ nộp bài chấm lên server nhé. Rồi em chạy chương trình đi. Em chưa khai báo cuối 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 câu lệnh là for, nó không có dấu chấm phẩy em nhé. Lâm ơi muối đây nhá. Em khai báo thư viện tổng hợp đi, bit đấy, thư viện bit. Trước câu lệnh s bằng không em hiểu dấu chấm phẩy. Ngoài ra em làm free, sử dụng free open nhé anh nhé. Minh nhé. Biến n tí nữa em khai báo ở từ long long cũng được. Long long là giá trị nó lên tới tận 10 mũ 18 đấy, nên với các bài nào người ta nói cho nó là 10 mũ 9 thì ta khai báo n là kiểu int. Chung hỏi em là đúng tại sao nó không điểm. À nó được 2 điểm, để kiểm tra xem. Nghe nó
Băng này nộp hai lần được 10 điểm, trong khi Chung thì được 2 điểm. Cái này chắc do ăn ở thôi Chung ạ. Nhớ quên anh Minh add file input vào đi em, không được nộp trực tiếp luôn. Em phải chạy sinh ra được file input đã. Chạy ra file output nhá, chứ không được nộp sử dụng cái hệ thống chấm của thầy để test thử bài làm nhé. Ok Huy. Sao thế chứng tỏ chỗ thầy sắp mưa à? Chỗ Huy mưa thì chắc là bài hôm qua trường này chỗ nhà thầy sấm chớp đung 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 cho choang. Hôm nay thì không có giọt mưa nào, trời nắng gần chết. Rồi Huy đang bay màu, rồi ta sẽ tiếp tục nhé. Rồi cảm ơn anh Minh đã chia sẻ. Thầy cũng góp ý thêm chỗ anh Minh khi có bài làm em nên giữa toán tử và toán hạng những cách nó ra cho nó đẹp và nó ngầu nhé. Đó là bài số 35. Và bài số 35 bây giờ tới thời điểm này đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn. 6 bạn nộp bài 35 rồi. Chờ chút anh Minh nộp lên nữa. Nay có dạo này các bạn hưởng châm mà các bạn lại chẳng hơn mất. Chính vì một số bạn đã bị trùng mình thêm nên cái video bài giảng trên kênh YouTube của thầy sẽ hỗ trợ cho các bạn làm và nộp bài. Ngày mai server chạy cả ngày các em nhé, nên các em có thể 3 4 giờ sáng tỉnh dậy nghe thầy Thành giao nhiệm vụ là hình như có bài tập phải làm, nên 3 4 giờ sáng các bạn ngồi cốt nộp bài cho đến tận chiều tối nhé, server bật phục vụ cả ngày. Anh Minh hỏi bằng ranh không thoát được à anh Minh? Anh Minh dòng số 9 bài 33 34 nó chưa thoát em ạ, phải phải thoát đi. Cái bảng ranh này nó bắt đầu ấy rồi thì thôi để cố gắng chạy cho hết tuần này, chúng ta sẽ reset lại bảng ranh để cho Chung đuổi cho em băng cho nó kịp nhá, chứ không thổi thủ thân lên Chung suốt ngày được một nửa băng điểm của băng thế này. Đừng buồn nhé. Thầy cũng thấy thương lắm nhưng không biết làm sao được. À quên rồi. Để tìm cái bài 35 nó ở chỗ nào mà. Thôi về. Bài 34 rồi. Đó sao ba bài 35 quên vừa rồi là anh Minh hỏi bài 34 nhỉ? Cô đơn bài 35 em nhé. Cứu thế nào được? Thôi ta sang tiếp bài 36 nhé. Bạn nào chưa cốt bài 35 thì căn cứ vào nội dung bài 35. Anh Minh tăng tốc bài 35 nhé. Em copy cốt bài 34 sửa lại nó thành ở cái chỗ này là được nhé. Sửa lại chỗ tiếng S là được nhé. Rồi ta sang tiếp bài 36. Ở cái bài này chỗ băng lưu ý là bài này em sử dụng phép toán nhân số lớn nhé, chứ không được cốt bình thường nhé, vì em xử lý số nguyên lớn rồi. Sử dụng số lớn S, sử dụng kiểu string để lưu nhé. Còn với các bạn khác thì ta đang sử dụng kiểu nguyên bình thường thôi. Ở đây thì ta có khái niệm là giai thừa của N, giai thừa của một số nguyên dương N thì nó được ghi là n giai thừa. Nó sẽ là bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân cho tới n. Chào con. Thôi, ở đây thì ta nhận thấy là cái khái niệm giai thừa này nó sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều ở sau này. Thầy nhớ là giai thừa ngày xưa thời học cấp cấp 2 là khoảng tầm lớp 6 lớp 7 gì đó. Thầy được học cái khái niệm giai thừa này. Giai thừa của một số là bằng tích các số nguyên dương liên tiếp từ 1 cho tới số đó. Giai thừa của 3 chẳng hạn thì nó sẽ là bằng 1 nhân 2, 1 nhân 2 nhân 3 và sẽ bằng 6.
À đúng rồi Băng, xử lý sâu Băng nhé. À, sẽ bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân cho tới 6. Vậy thì 1 nhân 2 nhân 3 và nó sẽ bằng 6. Ví dụ như n của thầy sẽ bằng 5 thì nó sẽ thì khi đó cái biến s của thầy sẽ có giá trị là bằng giai thừa của 5. Giai thừa của 5 nó sẽ là bằng có là bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5. Và nó sẽ là bằng 5 nhân 4 bằng 20, 2 nhân 3 bằng 6 là bằng 120. Đấy. Ví dụ như thế. Vậy thì ta nhận thấy rằng là với y bằng 1 s nhân với 1, y bằng 2 s nhân với 2, y bằng 3 s nhân với 3, y bằng 4 s nhân với 4 và y bằng 5 s nhân với 5, y bằng n s nhân với n. Vậy thì về ý tưởng thuật toán thì ta nhận thấy ta sẽ thực hiện khởi tạo s ban đầu khi tính tích. Ta sẽ khởi tạo s bằng 1. À, thế có bạn hỏi là thế tại sao ta không thể khởi tạo s bằng 0? Bởi vì khi ta tính tích, nếu mà khởi tạo s bằng 0, số này khởi tạo bằng 0 chẳng hạn, thì tích các số phía sau, số nào nhân với 0 chẳng bằng 0 đúng không? Vậy nó sẽ bị về bằng kết quả bằng 0 mất. Nên khi tính tích ta khởi tạo s bằng 1, lưu ý nhé, khi tính tích khởi tạo s bằng 1. À, bây giờ thì ta nhận thấy với y bằng 1 thì s của thầy nó sẽ tăng lên một lượng là s nhân với 1 và bằng 1. Vậy bởi vì s trước đó 3 bằng 1. Với y bằng 2 thì s của thầy tăng lên sẽ bằng s trước đó nhân với 2. S trước đó ở vòng lặp trên thầy thấy s cái thằng s bên trên ấy nó có giá trị bằng 1. Đấy. Sau đó nó nhân với 2. Theo kinh nghiệm của thầy nhiều năm dạy thì thầy rút kinh nghiệm ra được rằng hôm nay ta học đến khoảng tầm 9 rưỡi hoặc là 10 giờ không thoải mái đi. Hôm nay thầy đang dạy dỗ mà. À, Trung có hỏi s bằng s 1 nhân y được. À, theo kinh nghiệm của thầy dạy nhiều năm thì 1 nhân 2 nó vẫn bằng 2. Đúng nhá. Và với y bằng 3 thì s của thầy sẽ bằng s trước đó nhân với 3. S trước đó ở vòng lặp trước đó với y bằng 2 thì s trước đó ở đây cũng bằng 2. Ở tại thời điểm này s trước đó nhân với 3 thì nó bằng 6. Đấy. À, tương tự như vậy tổng quan lên với y mai em đi trường nhật, không biết anh Minh đi đâu trường nhật vào giữa hè này. À, với s bằng y à, với y với y thì s của ta sẽ là bằng s nhân với y. Đấy. S sẽ bằng s nhân y. Vân vân. Với y bằng n thì s của ta sẽ bằng s nhân với n. Đấy. Và như vậy thì từ đây đến đây ta sẽ nhận thấy rằng là ta nhận thấy rằng y của ta cho chạy từ 1 cho tới n và đến vị trí thứ y s của ta sẽ là bằng s nhân với y. Rồi s sẽ bằng s nhân với y. Vậy thì ta sẽ rút rút ra luôn ý tưởng thuật toán. Là ban đầu ta khởi tạo s bằng 0, à nhìn xin lỗi, s ta khởi tạo s bằng 1 để tính tích. Sau đó ta thực hiện duyệt như khi nãy ta thấy, duyệt y chạy từ 1 cho tới y bằng n. Vậy thì mình sẽ duyệt y chạy từ 1 cho tới n. Tới vị trí thứ y thì giá trị của s của mình sẽ bằng tích của thằng trước đó nhân với y. Bằng s trước đó nhân với thằng y. Đấy. Sau đó ta thực hiện là đưa thằng s ra. Vậy thì ở trong code C cộng cộng thì ta sẽ thực hiện là gắn s khởi tạo bằng 1. Ta thực hiện for y chạy từ 1 y nhỏ bằng n y cộng cộng
và thực hiện. Ta gắn S sẽ bằng là S trước đó nhân với Y. Đấy. Ở đây ta khai báo tất cả các biến đều là chữ thường nhé. À, chung nghe giảng chỗ này thì em sẽ phát hiện ra ngay. Đấy. Thầy chỉ cần nghe câu hỏi của chúng thầy dự đoán được là cho thêm một tí. Ở đây thì ta nhận thấy S ban đầu bằng 1, sau đó ta gọi cứ sau một vòng lặp S sẽ bằng S một nhân Y, và sau đó ta thực hiện công việc là đưa thằng S ra. Bởi vì S của ta bây giờ nó là số nguyên mà, nó là tích của các số nguyên thì nó là số nguyên, ta đưa nó ra. Tuy nhiên ở đây ta mới nhận thấy như thế này. Với y có bằng khoảng tầm 15 chẳng hạn. Với n khoảng bằng 15. Thì khi đó S của thầy nó sẽ bằng giai thừa của 15. Nó sẽ bằng là 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 nhân 6. Đấy. Và việc nó bằng tích của tất cả các cái số này thì các bạn có cảm nhận nó như thế nào? Đấy. À, server nó chấm phát, nó ra điểm ngay, nhưng mỗi cái bảng ranh nó loát hơi chậm hơi nhé. Bây giờ bình tĩnh anh Minh. Đấy, cái chỗ này thì các bạn phải phân tích thật kỹ nhé. Bởi vì ta đang đi tính tích của các số, mà tích của các số thì làm cho tích của các cái số nguyên dương y nằm trong phạm vi từ 1 đến n nó tăng nhanh lắm. Nếu các bạn thử n bằng 10, nó đã ra cái giá trị khá cao rồi. Các bạn n bằng 15, nó có khả năng bị tràn số bắt đầu. Đấy. Vì ở đây ta có là tích của thằng này khoảng tầm 10 mũ 5 này. 10 mũ 6 này, 10 mũ 7 này, 10 mũ 8 này. Đây nó khoảng tầm 10 mũ 9 rồi. Đấy. Vậy bởi vì với n bằng 15 ta thu được S là bằng tích của các số nguyên này, nên điều đó ta kết luận luôn là thằng S có thể rất lớn. Mà khi S rất lớn, theo các em ta nên chọn kiểu dữ liệu cho S là kiểu dữ liệu gì? Các bạn bật cửa sổ chat giúp thầy. Theo các bạn, vì giai thừa của một số nguyên có thể rất lớn, nên ta chọn kiểu dữ liệu cho nó là gì? Rồi Lâm nhanh nhanh chân đề xuất luôn là kiểu long long. Rồi, nhất trí với Lâm luôn. Thí sinh comment và trả lời kết quả nhanh nhất. S có thể rất lớn nên cảm ơn anh Minh. S có thể rất lớn nên ta chọn kiểu dữ liệu cho S là long long. Ở đây nó cũng sẽ trả lời cho câu hỏi của Trung luôn, tại sao em làm đúng mà kết quả nó không full điểm nhé. Và ở chỗ này thì thế có bạn bảo là thưa thầy, với mọi bài em chọn kiểu long long cho nó luôn có được không? Thì câu trả lời là không được. Lý do tại sao không được? Ví dụ khi chạy test đề bài, người ta cho n bằng 20, mà các bạn khai báo một cái biến long long nó có thể chia lên tới 10 mũ 18, thì nó có khác nào thầy các bạn cần một xin một cái xô đất về để trồng một chậu hoa mà người ta đổ cho các bạn hẳn một cái container đất xuống chẳng hạn. Thì khi đó thì nó dẫn đến lãng phí bộ nhớ. Game các bạn biết chạy trên điện thoại nó phải nhẹ bộ nhớ. Người ta tải về phát, người ta ấn nút đăng nhập vào phát, loát ra màn hình, điều khiển nhân vật chạy từ trái sang phải sang trái, nó phải có cái hiệu ứng tức thời. Gặp ba cái thằng long long nó khai báo xong cái tràn bộ nhớ thì điện thoại nó crash, nó bay ra khỏi game luôn, và khách hàng người ta không dùng nữa là mình không thành công rồi. Đấy. Nên ở đây ý của thầy nói đó là ta phải chọn kiểu dữ liệu phù hợp với giá trị nó sẽ lưu. Với bài toán này biến y của thầy chỉ là kiểu nguyên nên thầy khai báo y là int. Ngoài còn nếu các biến kết quả của thầy mà có thể lớn thì thầy khai báo mỗi thằng kết quả đó là kiểu long long. Ở đây thầy sẽ khai báo ở đây là kiểu long long. S ở đây. Nhá, các bạn lưu ý chỗ này giúp thầy. Và từ giờ trở đi bạn nào mà vướng phải những cái lỗi
mà khai báo kiểu dữ liệu thiếu không đủ là một cái tội rất lớn. Khai báo thừa mà không dùng đến, tội đấy còn lớn hơn. Nên người ta bảo tham ô đã là tội lớn rồi, lãng phí còn lại là lớn hơn nữa. Nên ta không được lãng phí bộ nhớ. Bởi vì khi lãng phí bộ nhớ thì dẫn đến cái ứng dụng của mình nó tốn bộ nhớ, nó tốn RAM, tốn CPU. Và khi đó dẫn đến là ứng dụng của mình chạy không mượt, không nhanh. Và các bạn hình dung rằng cái của các em đang học bây giờ nó chỉ là cái bước đầu thôi. Nó chỉ giúp cho các bạn tham gia vài kỳ thi học sinh giỏi để lấy giải thôi. Nhưng cái tương lai sau, phía sau ấy, đó là các bạn có tư duy lập trình để hành nghề, sống tốt bằng nghề. Cái đó mới là cái quan trọng. Theo thầy nghĩ đó các bạn nên đặt một cái mục tiêu xa để các bạn có cái chiến lược và có cái tầm nhìn rộng hơn. Chứ còn tham gia các cuộc thi này là tốt để cho các bạn đánh dấu được cái năng lực của mình qua từng giai đoạn, nhưng cái mấu chốt của cuối cùng sau mình là ra đi làm có sống tốt bởi nghề hay không. Bởi vì bây giờ cái ngành IT là một trong những cái nghề làm lương khởi nghiệp khá cao, phải nói là rất cao. Các anh chị đội tuyển team của thầy bây giờ đi sinh viên năm thứ hai bây giờ đã đi làm lương khoảng 18 19 triệu một tháng, đi làm part time, tức là một ngày làm 4 tiếng làm ở nhà, không phải đến công ty làm code phần mềm đấy. Các bạn nào chưa chưa biết thì người ta sẽ hướng dẫn qua, sau người ta giao dự án nhóm sinh viên làm lương khoảng tầm 18 đến 20 triệu một tháng. Nên các bạn sinh viên ngành IT thường thường đi học đại học không cần bố mẹ thì phải nuôi, hoặc nếu có nuôi thì chỉ nuôi có mỗi hết năm thứ nhất hoặc là hết kỳ kỳ hai kỳ một năm thứ hai, sau đó các bạn tự đi làm tự nuôi sống bản thân mình được. À, anh Minh chơi game thì theo thầy biết là nó chưa thuộc đẳng cấp của cái người lập trình. Người lập trình là người viết game ra cho người khác chơi, và mình phải là người như thế, viết game cho người khác chơi thì đẳng cấp nó mới cao. Nên thầy hay tâm sự và nói chuyện với các bạn đó là thay vì việc ta dùng những ứng dụng của người khác thì mình sẽ viết ứng dụng cho người khác dùng, thì khi đó level của mình mới cao lên được. Hôm nào thầy có thời gian thầy chia sẻ các bạn một cái ứng dụng mà ngày xưa thầy viết cho cả lớp đại học của thầy, một ứng dụng rất chi là ngầu. À, vừa rồi thầy chia sẻ code của bài 36. Sau khi chia sẻ code của bài 36 thì thầy mới bắt đầu lấy bài code của 500 anh em ra thầy xem. Các bạn code nhanh bài 36 nhé. À, ừ, streamer thì quá khủng rồi. À, thực tế thì streamer thì nhiều người nổi tiếng, ví dụ như các bạn đội tuyển tin thì thường rất thích cái anh có hai thầy thấy các bạn có hai xem có một cô con gái rất xinh thì không nói gì, có một bà anh có một anh con trai tên là gì nhỉ, hay xem livestream mấy anh chị đội tuyển hay xem, à anh tên là Độ Mixi gì đó, hình như là tên là Độ Mixi Mixi gì đấy, à đúng rồi chính xác. Thì thấy các anh chị đội tin là hay xem hay xem mấy cái anh đấy, nhưng mà ở Việt Nam mình cũng chỉ những người thành đạt như thế, nó không phải là phổ, bởi vì cái nó là cái năng khiếu của họ, nó giống như MC dẫn chương trình ấy, nó là có năng khiếu nói thế nào để người ta nghe được thì cái thực sự là khó. Rồi ta xem bài số 36 có bài 36 của Huy đã nộp đây. Bài của Huy ok, một bài rất tốt. Ta xem từ trên xuống dưới nhá. Huy làm bài, anh Minh làm luôn bài 36 nhá. Rồi Lâm đã có bài 36 nộp. Lâm tổ chức thành chương trình con thì trông nó hơi ngầu. Bây giờ em hãy tổ chức nó thành chương trình bình thường đã nhé.
quan chưa để làm là sao thiên và sáu thiên cũng tăng tốc lên nhé. Rồi, đây ta thấy có một bài làm rất hay của Nguyên. Bài 36 này thì ta nhận thấy như thế này. Khi ta tính hết ra chỗ này Gia Bảo cũng lưu ý chỗ này nhé. Chỗ Trung cũng lưu ý chỗ này. Bài của Nguyên làm bài này rất hay. Ở đây thì ta có biến S thì Hà Quyên biến N thì chỗ này thầy sửa lại một tí nhé. Biến N thì không khai báo kiểu long long Nguyên nhé. Em phải khai báo INTN. Bởi vì mình không bao giờ mình for cho tới long long được. Nó sẽ bị tràn kiểu dữ liệu. Nhá, S thì khai báo là kiểu long long. đấy không phải nhiều ở đi đâu mà nó có sẽ có những cái kỹ năng này, nó là một kỹ năng như, ở trong bài làm của mình. Sau khi thực hiện nhập giá trị của n, ta khởi tạo giá trị s, ta cho y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện công việc là giá trị của s sẽ bằng giá trị của s trước đó nhân với y đấy. Tuy nhiên thì do thằng s là số nguyên, y là số nguyên nên s nhân y của ta nó cũng sẽ trả về là kiểu nguyên. Vậy thì về về lý thuyết thì chỗ này ta chỉ cần là s thì bằng s nhân y thôi đấy. Tuy nhiên thì tại thời điểm này thì có chăng ta nên s, bởi về thực tế cái việc s tại thời điểm này thì nó cũng không nhất thiết phải làm cho với cái bài toán này, nhưng với một số bài toán khác thì các em phải nhân nó với long long nhé. Là bởi vì ở trong biểu thức bên vế phải thì thằng s này đã là long long rồi, thằng y là kiểu INT nên thằng s nhân y nó sẽ trả về là kiểu long long, khi đó ta xeo thằng s ra đấy. Và tuy nhiên thì chỗ này nếu các em có ép nó sang kiểu long long, tức là các bạn lấy một l nhân với nó cũng hoàn toàn đúng, không sai nhé. Ta cũng có thể làm được như thế này đấy. Như vậy thì ở đây thì so với bài gốc của thầy thì của bạn thầy có sửa, đó là sửa chỗ này tách n và s ra, bởi vì thằng s là biến kết quả nhá. À, chung cái đó là ăn ở thôi mà, không phải một coi như donate cho thầy. Và cái thứ hai nữa là khi viết thì một chỗ chỗ thì em nên giữ cách giữa toán tử và toán hạng ra cho bài 36 rất hay. Đấy. Và qua bài 36 này thì từ giờ trở đi thì các bạn hãy lưu ý cho thầy một cái điều rất quan trọng, đó là khi tính giai thừa của một số giá trị của nó có thể rất lớn nên ta phải chọn kiểu dữ liệu lớn hơn kiểu dữ liệu đầu vào và cùng kiểu với nó, cùng tức là cùng kiểu nguyên. Đấy. À, còn để được full điểm thì em phải sử dụng xử lý số lớn nhé. Để đạt điểm. Tối đa điểm bài này ta cần xử lý số lớn. Xử lý số lớn thì bao gồm có ta sử dụng phép toán là phép nhân số lớn với số nhỏ. Đấy, là một cách. Ngoài ra thì ta có thể sử dụng phép nhân Ấn Độ
để nhân hai số. Ở chỗ này Băng đã học xử lý phép nhân với số lớn rồi thì em tìm hiểu cho thầy cái phép nhân Ấn Độ nhé. Bởi vì khi sử dụng phép nhân số lớn với số bé cũng giống như việc phép nhân hai số thì ta nhận thấy rằng cái việc phép toán nhân sẽ tốn thời gian bởi vì ta phải duyệt hết độ dài của sâu. Do đó trong trong lý thuyết nó có một cái lý thuyết nâng cao đó là lý thuyết phép nhân Ấn Độ. Phép nhân Ấn Độ đó là cái phép biến đổi từ phép nhân thành phép cộng. Đấy. Phép nhân thành phép cộng và phép trừ, và phép cộng trừ nó sẽ chạy nhanh hơn phép toán nhân. Phép nhân nó mất độ dài ô n bình, trong đó n là độ dài của sâu. Còn phép nhân Ấn Độ thì nó chuyển từ phép nhân thành phép cộng và phép trừ thì nó mất có độ dài của sâu thôi, còn cái kia là độ dài bình phương. Nên là chỗ bài này Băng cần phải cốt thêm được bằng theo phép nhân Ấn Độ nhé. Đây là một cái phép tính nhé. Xử lý số học nâng cao rất hay. Tuy nhiên các bạn khác cứ bình tĩnh, đến phần đó thầy sẽ dạy các bạn chi tiết không thiếu một chữ nào. Với chẳng qua bạn Băng bạn học trước rồi thì về đến phần này bạn đang chuyển ngôn ngữ từ Pascal sang C cộng cộng thôi, nên có thuận lợi hơn các em đây. Nhưng vài hôm nữa kiểu gì các bạn cũng sẽ vượt qua bạn Băng đấy mà. Vài hôm nữa thầy đi xét lại bảng ranh, các em yên tâm. Băng đừng buồn nha. Rồi, ở bài 36 này các bạn nào còn gặp khó khăn các bạn comment cho thầy số 0 nào. Để thầy biết nào. Ở bài 36 các bạn nào còn gặp khó khăn thì comment cho thầy số 0, bạn nào mà không gặp khó khăn thì comment cho thầy số 1. À. À rồi, Gia Bảo họ có hỏi xem là bài của em bị làm sao đúng không? Thầy bật xem Trần Gia Bảo bài 36. Ở bài 36 của Trần Gia Bảo thầy cũng bảo như thế. Thầy sửa lại một chút Gia Bảo nhé. N của mình không thể chạy lên tới long long được. N chỉ khai báo kiểu INT. Rồi, sau khi nhập N ta khởi tạo S bằng 1, cho Y chạy từ 1 đến N, ta gắn S bằng S nhân với Y, đưa S ra. Thì làm theo cách này thì em được 5 điểm là đúng rồi. Bởi vì nếu không em phải xử lý sâu thì với bài toán này mới được nhé. Rồi bằng cách phép toán nhân số lớn với số nhỏ. Đó là keyword. Còn đâu không thì không phút điểm được. Bởi vì nếu muốn phút điểm được thì em phải xử lý như khi thầy vừa chia sẻ đấy. Muốn phút điểm được thì ta phải thực hiện là nhân số lớn với số nhỏ. Đấy. Ta có phép toán xử lý số nguyên lớn. Đây là một keyword các bạn có thể tìm hiểu nhé. Xử lý số nguyên lớn. À, ta xem bài 36 của các bạn có gặp khó khăn chút nào không? Bài 36 của tôi. Bài 36 tại thời điểm này có 1, 2, 3, 4, 5 bạn đã code. Rồi xin mời các bạn khác. Cố gắng chấm lên được 5 điểm nhé. Nguyên Anh Minh cố gắng lên. Thiên á. Thiên hôm nay bay màu đâu nhỉ? Thôi thế Thiên để xem lại video làm lại bài giảng rồi. Bài năm nó là file bao nhiêu đấy chung? À, bài 3, bài 35. Bài 35. Bài này ta qua từ hôm qua rồi mà. À, bài 36, bài 36 tính giá thiệu của một số đây. Được rồi, trước khi xem bài của chúng ta xem bài của Băng trước cho nó công bằng. Bài 36. Đây xử lý sâu. Nhân sâu. Okay.
Đó là bài băng. Cho bác sĩ cũng Bài của Trung đâu cả 36.5 điểm là tối đa được nguyên nhé. Bài đấy các bạn làm chỉ đạt tối đa 5 điểm là được, còn nếu không phải xử lý số nguyên lớn. Còn xử lý số nguyên lớn thế nào thì ta có thể tham khảo code của băng, nhưng mà cái phần này các bạn chưa học đến thì xem nó cũng hơi chán đời. Nếu nó xử lý số nguyên lớn bằng cái cách nhân, giống như nhân số học thời cấp 2 ta nhân ấy, cấp 1 học cái phép toán nhân ấy. Ta xử lý sâu. Anh Minh làm bài 36 khẩn trương. Cứ bình tĩnh. Ta sẽ tới vì hôm nay mình mới xử lý số lớn thì ta cần sử dụng sâu và sử dụng câu lệnh lặp. Mà tại thời điểm này mình đang học tới câu lệnh lặp nên dùng nó cũng hơi. Đây cũng là một cái cách làm của Lâm khá hay, thầy cũng bổ sung vào trong lời giải. Tổ chức là sắp tác và rồi đó là bài 36 nhé. Trời ơi, để chưa ép thời gian. Rồi đó là ở cái bài số 36 có một cái kỹ năng rất hay. Rồi, ta sang bài kế tiếp là bài số 4, bài số 37. Bài này thì nó khá dễ dàng hơn nên thầy thấy đã có bạn làm rồi. Rồi thì Trung cũng có hỏi về cái chỗ xử lý số nguyên lớn. Thôi thì để thầy thêm luôn mà cái code xử lý số nguyên lớn vào ở trong này để cho em tham khảo và các bạn khác cùng tham khảo. Chỗ bài làm của băng băng rồi. Bài bài 36. Ôi trời ơi.
Cảm ơn anh Minh đã donate cho thầy 0,1 điểm. Bài 26 bay màu luôn. Anh Minh đọc lại nhé. Rồi ta sang bài kế tiếp là bài số 37. Với mỗi bài toán thì sau khi đọc đề thì ta sẽ nhanh chóng chuyển sang xác định thuật toán để làm bài toán này. Rồi ta tiếp tục nhé. Bài này là cho số nguyên dương n, hãy liệt kê các số nhỏ hơn hoặc bằng n chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. Đấy. Ví dụ như n bằng 10 thì ta nhận thấy rằng các số ví dụ như thầy có n bằng 10 chẳng hạn thì các số nhỏ hơn hoặc bằng 10 bao gồm có các số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Đấy. Vậy thì người ta yêu cầu là trong các số này có những số nào chia hết cho 2, vậy những cái số không chia hết cho 2 thì thầy gạch nó đi. Đấy. Không chia hết cho 2 thì thầy gạch nó đi. Ví như ở đây, đấy, thằng này cũng không chia hết cho 2. Đấy. Là như vậy thì ta nhận thấy các số không chia hết cho 2 là những cái hằng số lẻ này, là những số sẽ bị gạch đi. Đấy. Và các số còn lại của mình là bắt đầu là các số thỏa mãn điều kiện đầu tiên là không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. À, chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. Không chia hết cho 3 ở đây thì ta nhận thấy có số 2, ở đây có số 6. Số 6 này chia hết cho 3 nên nó bị vi phạm điều kiện nên nó cũng bị loại nốt. Đấy. Số 9 chia hết cho 3 thì nó bị loại thế này rồi nhưng mà nó lại không chia hết cho 2. Đấy. Vậy thì nhìn như trên thì các bạn ta nhận thấy rằng các cái giá trị y của mình bắt đầu mình thử các cái giá trị với y bằng 1. Đấy. Với y bằng 1 thì ta kiểm tra tra xem 1 có chia hết phép toán chia chia dư nhá. Mà có chia hết cho 2 hay không? Tức là 1 chia 2 bằng 0. Có bằng 0 hay không? Và kiểm tra xem 1 có chia hết cho 3 hay không? Đấy. Và không chia hết cho 3. Đấy. Thì ta nhận thấy rằng là một không chia hết cho 2. Đúng không? Vì 1 chia 2 có phần dư bằng 1, 1 bằng 0 biểu thức này nhận giá trị bằng false. Rồi còn 1 chia cho 3 có là có phần dư bằng 1, 1 khác 0 là đúng. Như vậy thì ta nhận thấy rằng cái điều kiện này bị sai dẫn đến cả cái biểu thức bởi liên quan bởi phép toán và này nó sẽ trả về giá trị sai. Do đó số 1 nó là vi phạm điều kiện. Cái biểu thức này trả về giá trị false. Đấy, biểu thức này trả về giá trị false nên số 1 không thỏa mãn, y tăng lên một đơn vị, vậy với y bằng 2. Đấy. Với y bằng 2 thì ta cũng thực hiện cái kiểu việc kiểm tra này. Thì ta kiểm tra xem 2 có chia hết cho 2 không. Ok, 2 chia 2 có phần dư bằng 0, biểu thức này đúng rồi. Kiểm tra xem 2 chia 3 có phần dư bằng mấy? 2 chia 3 có phần dư bằng 2, phần 2 có khác không? Có. Biểu thức này nhận giá trị là true. Khi biểu thức này nhận giá trị bằng true vậy thì ta nhận thấy rằng là số 2 nó sẽ được viết ra. Đấy, như vậy số 2 thỏa mãn. Tương tự như vậy với y bằng 3. Với y bằng 3 nó kiểm tra xem 3 có chia hết cho 2 không. Ta thấy 3 chia 2 có phần dư bằng 1. 1 bằng 0 biểu thức này nhận giá trị bằng false. Một thằng bằng false thì dẫn đến cả hai thằng nó cũng bằng false luôn. Nên nó số 3 bị gạch. Tương tự như vậy với giá trị y thì ta sẽ thực hiện kiểm tra xem y có chia hết cho 2 hay không và kiểm tra y chia cho 3 có phần dư có khác không hay không. Cái dấu chấm than với dấu bằng có nghĩa là phép toán khác các em nhé. Ở đây thầy có một số các phép toán này lớn hơn này, lớn hơn hoặc bằng này, thầy nhắc lại nhé, nhỏ hơn này, nhỏ hơn hoặc bằng này,
Phép toán bằng là phép toán so sánh bởi hai dấu bằng, và phép toán khác là dấu chấm than và dấu chấm bằng nhé. Và ta có các phép toán so sánh. Đây ta đã thầy liệt kê lại là phép toán so sánh, ta có phép toán này. Cái thứ hai ta đã có phép toán quan hệ. Phép toán quan hệ thì ta có phép toán và là ký hiệu bởi hai dấu và. Đấy. Phép toán hoặc ký hiệu bởi hai dấu gạch đứng nhé, hai dấu gạch đứng. Ví dụ đây, phép toán và nó thể hiện như này. Đấy. Rồi. Vậy thì giữa phép toán và nó thể hiện là, và phép toán hoặc nó thể hiện là chỗ là khi hai biểu thức điều kiện một, khi cả hai biểu thức điều kiện nhận giá trị đúng thì nó trả về true, khi cả hai biểu một trong hai biểu thức điều kiện trả về giá trị false thì nó sẽ false luôn, đó là phép toán và. Còn phép toán hoặc nó trả về giá trị true khi một trong hai cái nhận giá trị là true. Đấy. Vậy thì tổng quát lên, với giá trị bằng y ta kiểm tra xem y có chia hết cho hai và y chia ba có phần dư khác không. Nếu bằng không là chia hết, khác không tức là không chia hết, là thỏa mãn đề bài là không chia hết cho ba. Đấy, không chia hết cho ba, vậy thì nó thể hiện là như này, chia cho ba có phần dư khác không. Đấy. Đấy, tổng quát lên với y bằng n, ta kiểm tra xem n có chia hết cho hai không và n có chia hết cho ba hay không. Đấy, nếu vậy tới với tổng quát này thì ta sẽ trả về giá trị true hoặc là false nếu mà nó thỏa mãn điều kiện. Vậy thì ta nhận thấy ở đây như sau, giá trị y của mình sẽ chạy từ một cho tới n. Đấy. Vậy thì ta sẽ có luôn ý tưởng thuật toán. Là ta sẽ thực hiện là cho y ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt y chạy duyệt y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện công việc. Nếu cái từ kiểm tra biểu thức này thỏa mãn hay không, tức là nếu biểu thức này thỏa mãn, nếu y thỏa mãn điều kiện thì người ta yêu cầu là liệt kê các số này thì mỗi số cách nhau xuống bởi một dòng. Vậy thì ta sẽ thực hiện là đưa y ra. Đấy. Ý tưởng thuật toán là như thế. Vậy với ý tưởng như trên thì ta sẽ thực hiện cái công việc là cái duyệt y chạy từ 1 đến n thì ta sử dụng cấu trúc là for y chạy từ 1 cho tới n. Khi code thì các bạn nhớ code toán tử và toán hạng cách ra cho nó đẹp, cho nó ngầu nhé. Bây giờ thì thấy các bạn đã có cái phong cách code tốt tốt rồi. Hãy cố gắng duy trì ở trong từng câu lệnh để đảm bảo chương trình của mình đúng, đẹp và code nhanh. Và nếu đấy ta có chữ nếu y chia hết cho hai, tức là y chia hai có phần dư bằng không, và y không chia hết cho ba, tức là y chia cho ba có phần dư khác không, đây là chữ khác đấy, thì đưa kết quả thì đưa y ra. Đấy. Cứ với mỗi thằng y trên một dòng một xuống dòng thì ta có tham số n-line. Đấy, như vậy vừa rồi thầy đã giải thích rất chi tiết ở chỗ này. Đấy, bằng cái nồi bình thường nhé, server vẫn chấm bình thường. Ok.
Rồi các bạn làm thực hiện làm nhanh cái bài số 37 và thầy thấy đấy là bài 37 các bạn nộp trên bảng ra nha. À, được rồi. Và 37 là các bạn nộp khá đầy đủ rồi. Đấy. Một đấm full điểm luôn đúng không? À, rồi ta xem bài làm của các bạn ra sao bài 37. Rồi ta xem của anh Minh nào. Lạc quá. Rồi anh Minh thấy cốt của em đẹp, lưu ý rằng N của ta là chỉ INT thôi anh Minh nhé, chứ không phải long long nhé, lưu ý chỗ này. Rồi giữa toán tử và toán hạng cách ra sau dấu phẩy chấm phẩy liền trước với thay số đứng trước đó và cách số đứng sau ra một dấu cách. Các toán tử và toán hạng cách nhau ra. Đấy. À, cái câu lệnh SEAM nếu có một lệnh thì viết trên một dòng, nhưng mà tuy nhiên thì theo khuyến cáo ta mới học lập trình thì ta nên cho nó xuống dòng nhìn như thế cho nó tường minh hơn. Đấy. Rồi, như vậy ở đây anh Minh có cố gắng trình bày chương trình cho nó đẹp như trên nhé. Còn lại code của em là ok rồi. Rồi, để xem code bài làm của Lâm nào. Lâm đang làm bài 37 à? Làm nộp luôn em nhé. Hôm nay Thiên chạy đâu mà lại không thấy gì. Tuấn Anh tăng tốc lên nhé. Cái ông Tuấn Anh này có laptop rồi mà. Thầy bài 37. Chỗ này cũng thế nhé. À, chỗ bài này là của Nguyên nhỉ. Nguyên thầy cũng có ý như thế nhé. Biến n của ta theo đề bài nó là cho n nhỏ bằng 10 mũ 9 nên ta chỉ khai báo n kiểu INT. Và khi code em hãy cố gắng code toán tử và toán hạng cách nhau ra. Bắt đầu từ mình sau code luôn nhé. Bài các bài code rồi thì không cần sửa nữa. Mời nhỉ. Nếu như con mình ra. Ừ. Cố ngủ với bố nhé. Ừ. À, cách ra. Ok chưa? Đấy. À, Lâm ơi, có thể nộp rồi nhưng nó không hiện ra để thầy kiểm tra. Đấy, server của Lâm bài này nó vẫn đang chấm này. À, thực tế cái server của thầy là có nhiều nhóm học sinh khác nhau nộp nên server nó chạy nó hơi lag tí. Ôi, Lâm nộp bài 37 nhiều lần à? Nhớ mỗi bài các em chỉ nộp một lần, còn nó chưa ra điểm là nó chưa chấm xong thôi. Sau này thầy có điều kiện thầy sắm con máy xịn sò hơn. Rồi cả Nguyên chờ thầy 1 giây để thầy lấy code của một bạn nào đó thầy thêm vào đây. Lấy luôn code của Minh. Đấy, bài 37. Ok. Rồi ta sang còn là ba ui chết, còn có ba bài nữa đây. À, bắt đầu ta sang là bài kế tiếp, bài số 5. Bài 37 các bạn nhanh chóng làm rồi nhé. Ta sang bài kế tiếp, bài 38. Cái này đi. Kế tiếp ở bài 38 thì bắt đầu vào phát ta bắt đầu nghĩ ý tưởng thuật toán luôn. Đề bài là cho số nguyên dương n, hãy đếm số lượng số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n.
Vậy ở đây người ta định nghĩa một cái số theo bởi một cái bài này theo một cái ý nghĩa nào đó khác. Nhưng mà với cái số này là số chính phương thì nó rất rõ ràng. Số chính phương là số mà là số nguyên dương mà có căn bậc 2 là một số nguyên. Các số chính phương là 1, 3, 1 này, 4 này, 9, 16, 25. Lý do của nó là căn bậc 2 của nó là số thầy số chính phương. Đây. Định nghĩa khoa học về số chính phương thì người ta có luôn là số khái niệm về số chính phương ở đây. Ở trong số chính phương cái chuyên đề số học ấy thì người ta đưa ra những cái khái niệm về số chính phương rất hay về, nhưng mà khi mà mình để về tiện cho cái việc mà mình cài đặt chương trình ấy thì mình sẽ tiếp cận nó dưới dạng một số các cái khái niệm khác, nó đơn giản hơn một tí, đơn giản một xíu. Rồi, đó là khái niệm về số chính phương. Vậy số chính phương là số mà có căn bậc 2 của nó là một số nguyên. Như vậy thì về ý tưởng thuật toán, đề bài người ta cho số nguyên dương n kết quả bằng 3 là các số chính phương là 1, 3, 4, 4, 9. Vậy thì mình sẽ tiếp cận nó một cách đơn giản hơn. Với n bằng 10 thì đề bài người ta yêu cầu là đếm số lượng số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n. Vậy thì ta nhận thấy các số nhỏ hơn bằng 10 thì bao gồm có các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Rồi, các số nhỏ hơn bằng 10 có số nào có căn bậc 2 là số nguyên? Ta thấy số 1 có căn bậc 2 của nó bằng 1. Số 2 căn bậc 2 của nó bằng 1,4, bỏ nó đây. Số 3 căn bậc 2 của nó bằng 1,7, bỏ qua đây. Số 4 căn bậc 2 của nó là bằng 2. Số 5 căn bậc 2 nó khoảng bằng 2, mấy, bỏ qua. Tương tự như vậy, số 6, số 7, số 8 là các số có căn bậc 2 của nó là một số thực nên nó không phải là số nguyên, ta bỏ luôn. Số 9 có căn bậc 2 bằng 3, ok. Số 10 có căn bậc 2 cũng lớn hơn 3, nó cũng không phải là số nguyên. Như vậy thì ta có các số nhỏ hơn 10. Các số nhỏ hơn hoặc bằng n bằng 10 và là số chính phương thì gọi chỉ gồm các số là 1, 4 và 9. Đấy. Và 1, 4 và 9 ở đây tức là có 3 số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng 10. Đấy. Điều này nó cũng sẽ giải thích cho tại sao trên test đề bài nó hiện ra số 3. Số 3 ở đây đó chính là số lượng số thỏa mãn, tức là số cái thằng thỏa mãn. Vậy thì đây là một bài toán đếm. Đây. Đây là bài toán đếm. Và cái việc đếm này, các bạn chờ đợi tí để về. Nếu không, không đủ thời gian. Và cái bài toán đếm này là thực hiện đếm xem có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện. Vậy với câu lệnh lặp thì các bạn sẽ tiếp cận nó theo cái hướng duyệt qua tất cả trong không gian tìm kiếm. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện yêu cầu. Ôi, các bạn lát cái gì? Hình như 500 anh em nhận thấy đang lướt YouTube hay sao? Lát quá. Để ta ép thời gian cho cái đủ thời gian cho cái đây như vậy đây là một bài toán đếm. Vậy thì bài toán đếm thì ta sẽ tiếp cận nó theo cái hướng ban đầu ta khởi tạo biến đếm bằng không, ta duyệt. Như vậy thì ta sẽ thực hiện
là ta khởi tạo cái biến đếm bằng không. Biến đếm thường nó là biến kết quả của bài toán. Thầy hay có thói quen sử dụng biến rét khởi tạo bằng không để thể hiện là có bao nhiêu thằng thỏa mãn. Sau đó thầy duyệt đi chạy từ 1 cho tới n. Bởi vì người ta hỏi là các số nhỏ hơn bằng n thì mình for tới n thôi. Nếu mà người ta nhỏ hơn n thì mình for cho tới n trừ 1. Nếu thằng y mà thỏa mãn điều kiện, nếu y là số chính phương thì tăng biến đếm lên lên một đơn vị. Đấy, ý tưởng của mình như vậy. Đây, mình cho y chạy từ 1 cho tới n. Nếu y là số chính phương thì ta tăng biến đếm lên một đơn vị. Đấy. Y bằng 1 nó tăng lên 1, đến y bằng 4 nó tăng lên 1 bằng 2. Y bằng 9 nó tăng lên 1 bằng 3. Như vậy nó kết luận rằng với n bằng 10 thì nhỏ hơn bằng 10 sẽ có 3 số chính phương. Đấy. Vậy thì với cái ý tưởng đấy như trên thì rõ ràng ta hoàn toàn ta khởi tạo rét bằng 0. Đấy. Các bạn để ý nhé, cái thói quen code ấy, ngay cả thầy code ở trên Word thầy cũng giữa toán tử và toán hạng cách nhau ra, trông nó ngầu hơn nhiều. Ta thực hiện for duyệt y chạy từ, bởi vì các bạn lưu ý nhé, y của mình chỉ chạy lên tới được khoảng tầm 10 mũ 8 thôi, nên việc em khai báo long long y cũng là việc dư thừa, không cần thiết. Cho y chạy từ 1 cho tới n y cộng cộng, nếu quên, để kiểm tra một số có phải là số chính phương hay không thì thầy sẽ kiểm tra xem căn bậc 2 của số đó có phải là một số nguyên hay không. Tức là căn bậc 2 của nó có bằng phần nguyên căn bậc 2 của nó hay không. Đấy. Ở đây thầy giới thiệu luôn SQRT là hàm căn bậc 2, chun C là hàm lấy phần nguyên. Ví dụ như ta có chun C của 3,9 thì bằng 3. Chưa có chun C của 3,3, 3,1 cũng bằng 3. Các bạn nhé. Đây là cái hàm chăn là hàm lấy phần nguyên của một số thực của một số nhé. Chun C là nó lấy mỗi phần nguyên thôi. Nếu căn bậc 2 của nó mà bằng phần nguyên căn bậc 2 của nó thì điều đó chứng tỏ nó là số chính phương. Thì ta thực hiện cái công việc tăng biến đếm lên một đơn vị thì ta có red bằng red cộng 1 thì ta ghi red cộng cộng. Đấy nhá, cái câu lệnh red cộng cộng này giá trị ý nghĩa của nó là red bằng red cộng 1. Đấy. Red cộng cộng có nghĩa là tăng red lên một đơn vị. Ta có hai cách viết nhé, cách viết bên này cũng được và cách viết bên này cũng được. Đấy. Đấy, trên đây là cái ý tưởng giải thuật của cái bài toán số 38. Làm theo cái cách thứ nhất, các em có thể có cách làm tốt hơn. Và lưu ý với bắt đầu từ cái bài này trở đi, với mỗi bài tập ta có rất nhiều cách làm. Và các em hãy cố gắng đừng thỏa mãn cái cách ta đã vừa làm. Cách ta vừa làm chỉ là một cách ngây thơ nhất trong giờ thi mình có thể nghĩ ra. Rồi, về ta xem bài 38 của các bạn sẽ thế nào. Bài 38 hiện tại đã có 3 bạn nộp. Rồi, xin mời các bạn tiếp tục làm bài 38 nhé. Theo ý tưởng thuật toán như trên. Lưu ý trước khi đếm ta khởi tạo red bằng 0 nhé. Ý tưởng của cái bài toán này để cho bài toán là hãy đếm số lượng các số thỏa mãn, đó là ta sẽ duyệt từ đầu đến cuối, nếu không thỏa mãn thì ta tăng biến đếm lên. Đây sạc điện thoại. Thank you John. Rồi, xin mời các bạn
làm gì mà buồn ngủ anh Minh? À, xin mời anh Minh chia sẻ bài làm cho đỡ buồn ngủ. Chị Băng thì thực tế là rất nhiều người theo đuổi theo đúng cái đen và cái bóng luôn. Cái power y bình nó là hàm lấy bình phương của y nhé, chung nhau trước rồi. Cứ nhìn trên bảng danh thì đúng thật là các bạn có phải gắn motor vào thì may chăng mới đuổi kịp bạn Băng. Đấy. Hiện tại thì Huy cách Băng là khoảng tầm 300 điểm, Trung cách Băng cũng khoảng tầm 300 điểm. Lâm thì cũng khoảng đấy, Nguyên rồi anh Minh 200, anh Minh cách hẳn 400 điểm. Đấy. Các bạn cố gắng lên, sắp đuổi kịp rồi. Ôi, cái bảng danh của thầy sắp bay màu thật rồi. Các em cố gắng nhé. Hôm tới thầy reset lại cho chị Băng hít khói đằng sau. Hôm nào mà, nhớ là hôm nào mà ta reset lại bảng danh thì ta chỉnh độ bài mới nhé. Bảo cố lên. Trần Gia Bảo đã được 110 rồi. À 101, cố lên. Kiểu Băng em bảo em một mình ở trên đỉnh về băng tuyết lạnh quá thì cũng khổ. À, Nguyên thầy có hỏi thầy ơi em xem lại thuật toán. À, thuật toán thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo nhé. À, các bạn nên kết hợp sử dụng thằng Zalo PC và đây thầy cũng chia sẻ chứ thầy cũng biết Nguyên là nhắc khéo là thầy ơi thầy đừng chiếu bảng danh nữa đúng không? Chứ thấy bạn Trung ở mãi dưới nghe buồn lắm. Ý tưởng của thuật toán là em với mỗi bài các bạn chỉ cần nắm được ý tưởng thuật toán nhé. Ý tưởng của thuật toán là ban đầu ta khởi tạo biến đếm bằng không, duyệt y chạy từ đầu dãy số đến cuối, chạy từ đầu đến cuối. Nếu y là số chính phương thì ta tăng biến z lên một đơn vị. Đấy. Được chưa? Nên cái biểu thức với mỗi bài toán khác nhau. Theo thầy nghĩ bài toán đếm nó chỉ khác nhau ở chỗ này. Đấy, nó khác nhau ở chỗ này. Nếu y thỏa mãn điều kiện bài toán. Hôm sau người ta hỏi là liệt kê đếm số lượng số chẵn, đếm số lượng số lẻ, đếm số lượng số chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. Đếm số lượng số lung tung gì đấy. Thì khi đó ta sẽ thực hiện kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Nhá. Đấy. Đây, đọc cái ứng dụng này là yên tâm sau hôm nào thầy sẽ nhắn cho 500 các em là thầy chuẩn bị reset mà quê sau đó reset bảng danh anh em chuẩn bị đầu bài lúc đó lúc nửa đêm lúc Băng đang đi ngủ thì mấy phút sau 500 anh em nó nằm trên top đầu rồi đấy. Cũng phải để cho các em nó được lên anh Minh có gì hôm nào thầy reset thầy sẽ nhắn tin riêng nhé. Nhóm 500 anh em đang ở rank từ 3 đổ xuống. Ta xem cốt bài làm một số bạn à. Lưu ý các cái file sau mỗi buổi học thầy gửi là file PDF các bạn gửi lưu về máy ngay nhé. Cái Zalo nó cũng thế nào. Băng canh thế nào được. Em ở trong sáng thầy và các bạn ở trong tối làm sao em có thể thầy sẽ phải nhập tạo thêm một nhóm riêng nhóm up level trên bảng rank à, dạ. Cái nhóm này nghe tên có vẻ hơi hơi ấy
hơi gà, phải nghĩ đến một cái tên gì đó nó tiếng Anh một tí. Nào, chúng ta xem bài 38 có ai nộp rồi nào. Bài 38 thấy Lâm nộp rồi. Xem nào. Được rồi, thầy sẽ chèn phút của Lâm và đây còn mấy phút để thầy sẽ cũng góp ý luôn để các bạn cái code khi code về cấu cấu lệnh lập for Hoàng Anh bảo trong tối. Thôi. Bây giờ anh Trung sau một ngày đang ở tận bên kia đại dương cuối cùng cũng nổi lên gần băng rồi. Bây giờ ta sẽ thực hiện bài đây là bài của ai thầy vừa ép vào nhỉ? Thì thầy có góp ý là như thế này. Ở đây em bạn khai báo biến D là biến kết quả của bài toán. Sau khi nhập N, bạn duyệt Y chạy từ 1 cho tới N và thực hiện khai báo một cái biến là bằng căn bậc 2 của Y. Và nếu căn bậc 2 này mà bằng chính thằng Y thì ta tăng biến đếm lên. Đấy. Và sau đó ta đưa kết quả ra. Vậy ở đây thì thầy góp ý này. Khi áp dụng câu lệnh lập for ấy, thì ta có hạn chế việc tối đa khai báo biến Y ở đây. Việc khai báo biến Y ở đây sẽ dẫn đến biến này là biến toàn cục của chương trình. Dù mình dùng hay không dùng thì nó cũng bị tốn bộ nhớ. Nên do đó ta sửa khai báo biến Y ở đây. Lưu ý nhá. Cái thứ hai nữa là đây là giả sử thầy khai báo cái biến này là biến T chẳng hạn. T là sẽ bằng căn bậc 2 của Y. Khi đó nếu T bình phương mà đứng bằng Y hay nói cách khác là bình phương căn bậc 2 của Y căn bậc 2 của Y là một số nguyên ấy, thì ta đưa Y ra thì ta tăng biến đếm lên. Ta có D bằng D cộng cộng hoặc là ta ghi D bằng D cộng 1 sau đó ta đưa D ra. Đấy, đây cũng là một cái cách trình bày bài. Nói chung cứ bình tĩnh. Rồi ta xem vừa rồi Trung xin bài D8 được để tí nữa thầy sẽ gửi bài anh Minh bài 38 vẫn chưa xong nhanh lên lên anh Minh Tuấn Anh đã đến 31 rồi Gia Bảo Lâm Huy mày 38 của Huy nè bài 38 rồi thầy đã nhắc Huy đến 101 lần là sao bài 38 làm nghề gì đây bài 38 của Huy làm chưa đúng nhá em sửa lại cô đây để xem thấy tưởng Huy làm được bài 38 xong rồi em thân thấy luôn mở cốt băng thì lấy cốt rồi nghiệp nhàn rồi lấy bài của Trung đi cho ngầu bài 38 bài 38 khai báo biến n khai báo biến s cho y chạy được n nếu căn còn hai thì s để khởi tạo f bằng không đưa s ra ok rồi. Ở đây thì góp ý chung thì là khi s tăng lên thì người ta ghi là s bằng s cộng 1 nhưng mà khi mà s bằng s cộng 1 thì người ta lại sửa nó là thành s cộng cộng nhé thì khi đó mình trông đỡ gà hơn với lại chung mắc một cái lỗi vô cùng nguy hiểm trong bộ phim trường thì người ta gọi nó là chu di cửu tử đó là cuối chương trình phải có chữ return không đấy. Và lưu ý nhé, cái chữ này có tính chất sống còn khi đi thi, nếu không có bài đó chắc chắn bị không điểm. Lưu ý nhé. Đấy. Cái chữ return không này. Phần mềm chấm trên bài thi nó sẽ trả về không điểm luôn. Đấy. Còn nếu có, vâng. Như vậy thì hôm nay bởi vì cái bài sau nó cũng có nhiều cái bài 39 có nhiều cái giải thuật hay hơn. Nên bài sau thì ta sẽ hẹn nhau vào buổi tối ngày hôm nay mấy nhỉ? Tại giờ này mất định vị rồi. Hôm nay chủ nhật thì ta sẽ hẹn nhau vào ngày tối ngày thứ ba nhé và ta sẽ làm tiếp cái bài tập tới ngày hôm nay các bạn nào đang hoàn thiện bài thì các em hãy cố gắng tiếp tục hoàn thiện bảng ranh của chúng ta bây giờ đang rất đẹp rồi và các em hãy cố gắng leo lên trên top khoảng tầm trên 400 điểm nhé cố gắng hết sức.
khoảng tầm chỉ cần đứng trên chung là được. Còn muốn được trên băng để hôm nào thầy sẽ reset lại, xong thầy cho mình âm thầm lên trên nhé. À, Gia Bảo có hỏi về chưa hoàn thiện được. Ừ, chính xác, bởi vì mỗi bài các ta đang làm đây chỉ là một cách làm, còn phía sau nó có cách làm tối ưu hơn. Ví dụ ngay bài 38 này cũng có cách làm tối ưu hơn đấy. Chẳng hạn, tuy nhiên ta ở cái buổi hôm nay thầy trò mình đang học về câu lệnh lặp for, do đó tới thời điểm này ta chưa đề cập đến vấn đề tối ưu. Ok rồi, như vậy thì hôm nay thầy trò mình đã giải quyết được cái nội dung của cái file D số 7. Tuy nhiên còn hai bài rất hay là bài số 6 và bài số 7 về câu lệnh lặp for. Thì các bạn chỉ cần nhớ được rằng câu lệnh lặp, cấu trúc chung của nó là cho biến đếm chạy từ giá trị đầu tới giá trị cuối và thực hiện tăng biến đếm lên, và sau đó thực hiện các câu lệnh. Ví dụ như cho y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện. Lưu ý khi khai báo biến y thì ta khai báo trong vòng lặp for luôn nhé. Và bảo đó rồi, em tìm ở trong kho của cái nhóm Zalo nhé, tải xuống là có các file đây từ D1 đến D7, em tải xuống và làm từ D1 đến D7 là lên tốt thôi. Cố lên. Băng đừng buồn. Rồi, hôm nay thầy trò mình chào nhau tạm biệt ở đây nhé. Các bạn về nhà hãy cố gắng hoàn thiện file D7 để lên tốt nhé. Rồi, file D8 thầy sẽ gửi trong khoảng thời gian gần nhất. Thầy chào tất cả các em. Các em nhớ like, share, comment video cần lực trên vai video của thầy nhé. Cố gắng làm bài tích cực lên. Hẹn nhau các em vào tối thứ ba tuần này. Rồi, ok. Khi nào reset xong anh em lên trên thầy sẽ báo cho băng, yên tâm. Thầy chào các em.